Lời đầu tiên cho phép Nhật Đăng gửi tới lời chào tới quý vị khán giả, quý anh chị nhà báo cùng tất cả các bạn sinh viên đã có mặt trong buổi hội thảo với chủ đề sinh viên cần chuẩn bị gì cho kỷ nguyên toàn cầu hóa ngày hôm nay. Và cũng cho phép Nhật Đăng gửi tới tất cả các bạn thành viên đang theo dõi trên livestream của fanpage Tủ sách Nền tảng đổi đời. Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn sinh viên thân mến, đây là một trong những chương trình cuộc hành trình lập chí vĩ đại khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên Việt Nam do tập đoàn Trung Nguyên Tâm Huyết tổ chức. Trong suốt 5 năm vừa qua, hành trình đã trao tặng hơn 2 triệu cuốn sách đổi đời đến các tầng lớp thanh niên trên khắp mọi miền tổ quốc và hỗ trợ cho nhiều chương trình khởi nghiệp cũng như kết nối các nhân vật truyền cảm hứng cho các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực với mong muốn lớn nhất là chia sẻ hệ thức thành công gồm 5 cấu phần: khát vọng lớn, xác định năng lực lõi, lập kế hoạch thực thi, kết nối và thuyết phục các nguồn lực, dám thách thức thất bại, được đúc kết trong tủ sách Nền tảng đổi đời để giúp cho các bạn trẻ có thể rút ngắn được con đường đến với thành công và có thể lập chí vĩ đại và từ đó góp phần khởi nghiệp kiến quốc. Các bạn sinh viên thân mến, để hành trình có thể triển khai trong suốt 5 năm vừa qua thì không thể không có sự ủng hộ và đồng hành của rất nhiều chuyên gia, doanh nhân thành đạt, những người có tầm ảnh hưởng nhằm chia sẻ những kinh nghiệm cũng như hệ thức thành công đã gặt hái được từ chính bản thân cũng như là rút kết được kinh nghiệm qua trong suốt tất cả các năm mà họ đã từng trải. Và đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời đặc biệt. Xin trân trọng giới thiệu Á hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015, Lê Hà. Xin trân trọng được giới thiệu nhà báo Nguyễn Trọng Phước, thư ký tòa soạn báo Thanh Niên. Và một vị diễn giả rất quen thuộc với bạn tất cả các bạn sinh viên của chúng ta, xin trân trọng được giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Hoàng Đắc Hiếu. Và cùng có mặt trong chương trình ngày hôm nay, tôi xin trân trọng được giới thiệu đại diện cho tập đoàn Trung Nguyên, bà Võ Thị Hà Giang, giám đốc quỹ sáng tạo vì các phòng viên. Và về phía đại diện hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Lộc, tôi xin trân trọng được giới thiệu đồng chí Phan Thị Hà, chủ tịch hội sinh viên trường. Một lần nữa để mở đầu cho buổi hội thảo ngày hôm nay, tôi xin mời tất cả các bạn chúng ta hãy dành cho một tràng pháo tay thật lớn cho các bạn. Và để chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của hành trình lập chí vĩ đại khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên Việt Nam, chúng ta xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng hướng mắt lên hai màn hình chiếu để chúng ta cùng xem một đoạn clip sau đây. Xin trân trọng kính mời. Việt Nam có 93 triệu dân, trong đó hơn 30 triệu thanh niên và 24.000 tiến sĩ, nhưng mỗi năm có đến 225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Nằm trong top 5 quốc gia hạnh phúc nhất nhưng lại dẫn đầu về tỷ lệ mắc bệnh ung thư, tim mạch. Là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng đang bị khai thác quá mức đến cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Có không ít quốc gia có tài nguyên, địa chính trị kém hơn Việt Nam, nhưng lại có bước phát triển vượt bậc như Nhật Bản, Israel, Hàn Quốc, Singapore. Có không ít những con người tuy nhỏ bé nhưng đã làm được những điều vĩ đại mà người khác tưởng chừng như không làm được. Từ những trăn trở trong suốt nhiều năm của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ, làm sao giúp thanh niên Việt có được chí vĩ đại, có khát vọng lớn để khởi nghiệp kiến quốc. Lập chí vĩ đại là tạo dựng khát vọng lớn để đua tranh, ý chí kiên định vượt qua mọi nghịch cảnh để trường tồn, quyết tâm tạo nội lực để góp phần làm nên một dân tộc ảnh hưởng. Khởi nghiệp kiến quốc là tạo dựng một sự nghiệp không chỉ có ích cho cá nhân, gia đình mà còn kiến thiết cho cả tổ quốc. Chí vĩ đại sẽ dẫn dắt, thúc đẩy thế hệ thanh niên Việt Nam cùng hành động để khởi nghiệp kiến quốc.
Tinh thần lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc cũng chính là mong mỏi của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ gửi gắm qua những cuốn sách quý của tủ sách nền tảng đổi đời, được lựa chọn từ những tấm gương thành công nhất của nhân loại, bao gồm Nghĩ giàu làm giàu cùng với Đắc Nhân Tâm là hai cuốn sách kinh điển và tiêu biểu chứa đựng bí quyết làm giàu, chí dẫn dắt kết nối và thu phục nhân tâm thông qua các câu chuyện thực tế giúp bạn soi chiếu và thực hành. Khuyến học là một tác phẩm giúp thay đổi vận mệnh quốc gia Nhật Bản, chứa đựng giá trị về tinh thần độc lập cá nhân, chí trường tồn dân tộc mà các bạn trẻ cần để xây dựng ý thức tinh thần công dân, xuất phát là công dân quốc gia và tột cùng là công dân toàn cầu. Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách. Tự truyện của người sáng lập, cố chủ tịch tập đoàn Hyundai với những bài học lớn về chí trường tồn, khát vọng và dũng khí cho mỗi cá nhân, vượt qua những trở ngại, thất bại để gặt hái thành công. Cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp với câu chuyện về chí đua tranh của nền kinh tế thần kỳ Israel sẽ là nguồn năng lượng giúp bạn trẻ tạo dựng lòng tin mạnh mẽ để hoàn thiện bản thân mình trong lộ trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc. Khởi động từ năm 2012, hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc đến nay đã trao tặng hơn 2 triệu cuốn sách nền tảng đổi đời, tiếp cận và truyền cảm hứng cho hơn 5 triệu thanh niên trẻ, bao gồm học sinh, sinh viên, giới tri thức văn phòng, lực lượng quân đội và đặc biệt là lực lượng thanh niên khởi nghiệp trên khắp 63 tỉnh thành. Trong năm 2017, hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên Việt tiếp tục diễn ra tại khối quân đội, đi qua 3 binh chủng và 7 quân khu. Đồng thời, hành trình sẽ đến với sinh viên của 100 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, với dự kiến sẽ trao tặng 2,8 triệu cuốn sách cho cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên trong cả nước. Cùng với đó, Trung Nguyên tổ chức các hoạt động trao tặng sách cho các thư viện cộng đồng tại tất cả các địa phương, tổ chức các chương trình giao lưu, truyền cảm hứng khởi nghiệp tại các không gian Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên Family. Đồng hành cùng hành trình là sự có mặt của các chuyên gia kinh tế, văn hóa, giáo dục, sáng tạo trong nước và quốc tế. Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Phạm Hương, Á hậu Huyền My, Á hậu Tú Anh, Á hậu Lệ Hằng, người đẹp Tố Như, người đẹp Lan Hương, cùng các tổ chức xã hội đồng hành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cộng đồng, câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp, các cơ quan truyền thông, thông tấn trong và ngoài nước. Hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc được Trung Nguyên khởi xướng và thực hiện với mong muốn tạo nên một thế hệ thanh niên mới hội đủ 5 tinh thần tâm: khát vọng tâm, sáng tạo tâm, kinh tài tâm, chiến binh tâm, kỷ luật tâm, cùng hướng đến sự giàu có toàn diện về thân, tâm, trí, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc. Thưa quý vị và các bạn sinh viên thân mến, hiện tại xung quanh đất nước của chúng ta đang có rất nhiều quốc gia đang ngày càng phát triển và không ngừng vươn lên sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Và điển hình đó là một quốc gia rất là được các nước quan tâm, đó là Israel. Israel với 8 triệu dân và 80% diện tích là hoang mạc, họ rất thiếu về nước ngọt và luôn bị bao quanh bởi các thế lực thù địch. Tuy vậy, họ luôn luôn sản sinh ra được chủ nhân của rất nhiều giải Nobel có giá trị. Bên cạnh đó là những nhà chính trị, nhà kỹ nghệ đại tài trong những lĩnh vực then chốt của trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể không nhắc đến một quốc gia mà khách hàng rằng các bạn đều biết là một quốc gia từ sau chiến tranh thế giới thứ hai bị tàn phá bởi hai quả bom nguyên tử ở hai thành phố lớn là Hiroshima và Nagasaki, đó chính là nước Nhật Bản, đúng không ạ? Và nước Nhật Bản dẫn đầu ở rất nhiều lĩnh vực. Họ dẫn đầu về các lĩnh vực trong công nghệ, khoa học, họ dẫn đầu về kinh tế. Như vậy, họ dẫn đầu về kinh tế và họ đã có rất nhiều thương hiệu
được khắp toàn cầu, và các bạn chúng ta ở đây chắc chắn các bạn sẽ biết, ví dụ như là Honda, ví dụ như là Sony hoặc là Panasonic. Và bên cạnh đó họ còn làm cho chúng ta phải nghiêng mình thán phục về tinh thần qua các cuộc thảm họa về động đất, về sóng thần mà họ vẫn kiên cường và phục hồi chỉ trong một thời gian rất ngắn, đúng không ạ? Và giấc mơ khát vọng Mỹ hay là khát vọng đại Hàn cũng là một trong những điều mà để chúng ta có thể truyền cảm hứng cho thế hệ thanh niên Việt của chúng ta thông qua những nhà nhân vật đại tài, những nhân vật xuất chúng. Ví dụ như chúng ta có thể biết là John D. Rockefeller là ông vua của dầu lửa, hoặc Jimmy Morgan là ông vua các ngành ngân hàng, hoặc Andrew Carnegie là ông vua của sắt thép, hoặc là Henry Ford là cha đẻ của dây chuyền lắp ráp xe ô tô. Và cho đến những nhân vật đương đại hiện tại của chúng ta, một trong những nhà sáng lập vĩ đại đó chính là chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates. Ông là ngày xưa ông chỉ là một cậu bé sinh viên đam mê với lại máy tính. Tuy nhiên rằng vì có một niềm đam mê mà ông sẵn sàng từ bỏ và bắt đầu khởi nghiệp trong một cái gara ô tô bé nhỏ. Cho đến bây giờ ông đã trở thành một chủ tịch của một tập đoàn lớn hàng đầu thế giới, là một tỷ phú lớn hàng đầu thế giới, với công nghệ phát triển Microsoft Windows đã làm thay đổi hoàn toàn các hệ thức cũng như là cách thức giao tiếp của toàn cư dân trên thế giới của chúng ta. Và ở Việt Nam chúng ta có ai ạ? Ở Việt Nam chúng ta cách đây 21 năm thì người sáng lập ra tập đoàn cổ phần Trung Nguyên của chúng ta chính là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ông đã từ nhỏ là một cậu bé xe đạp đến trường, đúng không ạ? Ông từng ngày cấp sách đến trường, và ông với khát vọng rằng là muốn đưa thương hiệu cà phê của Việt Nam đến khắp năm châu, rộng khắp năm châu. Ông muốn đưa Buôn Ma Thuột trở thành một thủ phủ cà phê toàn cầu, giống như là ở Paris thì chúng ta có Kinh Đô thời trang, đúng không ạ? Và đến nay với khát vọng ấy thì không ngừng hung đúc kinh nghiệm của mình thông qua những cuốn sách, thông qua những kinh nghiệm khi làm việc của mình, thì chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã không ngừng trăn trở nghiên cứu công thức thành công của những quốc gia, những nhân vật hàng đầu thế giới và trao tặng đến cho thế hệ thanh niên Việt của chúng ta thông qua tủ sách đổi đời, nhằm giúp các bạn trẻ có thể xây dựng nên được khát vọng lớn, nền tảng vững chắc để khởi nghiệp và kiến quốc, đi đến thành công và hạnh phúc cho quốc gia. Vậy sức mạnh nào để phát triển thần kỳ của các quốc gia không phải là do tài nguyên thiên nhiên giàu hay nghèo, không phải là do diện tích lớn hay nhỏ, càng không phải là do dân số chúng ta nhiều hay ít, càng không thể nói đến là do bề dày lịch sử chúng ta dày hay mỏng, hay do chiến tranh đã tàn phá, nghèo, đói, và càng không phải do trình độ học vấn, học tập cao thấp, do nghịch cảnh số mệnh của chúng ta, mà điều làm nên sự vĩ đại, làm nên sự thành công của các vĩ nhân trên toàn thế giới, đó chính là mỗi cá nhân chúng ta cần phải có khát vọng lớn, biết cách xác định năng lực lõi, tập lập kế hoạch thực thi, kết nối và thuyết phục các nguồn lực, dám thách thức thất bại. Và bên cạnh đó chúng ta phải có bốn tinh thần sáng tạo, tinh thần kinh tài, tinh thần chiến binh và tinh thần kỷ luật. Tất cả các công thức đó đã được đúc kết thông qua bộ sách nền tảng đổi đời mà Trung Nguyên đã tâm huyết tuyển chọn từ hàng ngàn các cuốn sách và gửi tặng đến hàng triệu thanh niên Việt Nam của chúng ta, với mong muốn là thực hiện được sứ mạng lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc, để xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, ảnh hưởng và trường tồn. Kính thưa quý vị và các bạn sinh viên thân mến, chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là sinh viên cần chuẩn bị gì trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, là một trong những vấn đề được quan tâm rất nhiều trong những năm gần đây. Khi mà công nghiệp, công nghệ phát triển, mạng xã hội giúp con người kết nối rộng rãi hơn và liên tục hội nhập văn hóa, hợp tác kinh doanh quốc tế đã trở nên phổ biến hơn. Vậy những người trẻ sẽ cần phải chuẩn bị điều gì để có thể tự tin hơn trong hành trình phát triển bản thân?
thơ, phát triển sự nghiệp của mình. Bạn đã sẵn sàng để thành một công dân toàn cầu và sẵn sàng để có thể cạnh tranh về mặt tri thức, về mặt tinh thần, về mặt sáng tạo và khởi nghiệp đối với tất cả các quốc gia khác chưa ạ? Và để mở đầu cho buổi giao lưu ngày hôm nay, xin mời tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu sẽ có phần chia sẻ giúp cho các bạn sinh viên có thể cảm nhận rõ hơn về xu hướng toàn cầu hóa và những tác động của nó đối với cuộc sống. Xin trân trọng kính mời. Chào quý vị đại biểu, xin chào các bạn sinh viên đã có mặt trong buổi trường ngày hôm nay. Anh tên là Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Ngày hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề đó chính là sinh viên cần làm gì trước khi mà chúng ta đứng trước cửa cửa đầu nhập. Thì sau đây xin mời ban tổ chức có thể cho em xin một cái slide. Dạ, em xin chào bạn. Và chúng ta biết ngày hôm nay thì các bạn đang sử dụng điện thoại và các bạn đang nhìn vào trong điện thoại của mình đi, nó hiểu gì? Samsung, rồi Apple, rồi iPhone, điện thoại có từ đâu đến? Vậy nó đến từ đó là những nhãn hiệu nước ngoài. Hoặc các bạn nhìn xuống cơ thể của bạn đi, Nike, Versace, vân vân ha. Như vậy nó cũng đến từ nước ngoài. Đôi khi cái đồng hồ của bạn, cái cặp của bạn, hoặc có rất là nhiều thứ chúng ta sử dụng, hoặc là cái bọc xà bông mà em sử dụng ở nhà đó. Em xài xà bông gì? Omo của ai vậy? Unilever, nước ngoài hay Việt Nam? Nước ngoài, các bạn thấy ngày nay cái xu hướng toàn cầu hóa nó diễn ra ở ba mảng sau đây. Mảng thứ nhất là nó toàn cầu hóa về mặt thị trường. Thứ hai là toàn cầu hóa về mặt công nghệ. Thứ ba là toàn cầu hóa về mặt nhân lực. Và ra còn nhiều mặt khác thì anh xin phép chia sẻ về ba mảng này. Đầu tiên là thị trường. Bạn thấy những cái món mà công nghệ rất cao như là chiếc điện thoại thông minh và chúng ta đang sử dụng hàng hóa của nước ngoài, ngay thậm chí cả cái bịch xà bông được sử dụng, ngay cái chai và kem cạo râu của các bạn mỗi sáng và lại thế cũng chúng ta đang sử dụng của nước ngoài. Bởi vậy cho nên là hàng hóa nước ngoài đang du nhập vào chúng ta, và đây chính là chúng ta đang hội nhập về mặt thị trường. Như Việt Nam của mình thì có cái gì mà chúng ta đang ra nước ngoài các bạn? Chúng ta bán cái gì ra nước ngoài? Quần áo rồi gì nữa? Nông sản, là bán chuối, là bán cam, là bán dừa, rồi bán gì nữa? Cà phê gì nữa? Lúa gạo, rồi chúng ta bán các cái sản phẩm như là các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ hoặc là đồ gỗ. Nhưng không chỉ là các sản phẩm mà mang chất địa phương, mang chất đặc sản, chúng ta còn bán những cái thứ chúng ta cũng có thể gọi là cạnh tranh với thế giới. Ví dụ như cái con này là con gì? Con chim bồ nhì này là con gì? Baby bird là của người Việt Nam. Và đó, các bạn cái toàn cầu hóa chứ ngồi Việt Nam thiết kế nhưng mình bán cho cả thế giới chơi. Hoặc ví dụ như trong cái lĩnh vực giáo dục của thầy thì có một cái nền tảng trực tuyến mà thầy biết, đó chính là Edumon. Thì Edumon không chỉ là có những cái khóa học trực tuyến tại Việt Nam mà nó còn có những khóa học trực tuyến mà đang khởi nghiệp ở Thái Lan, đang ở Philippines và như vậy đang ở Myanmar. Và như vậy chúng ta là người Việt Nam có những khóa học và chúng ta sang Thái Lan, chúng ta trải nghiệm và chúng ta tạo nên cái nền tảng trực tuyến đầu tiên đất nước của họ. Nghĩa là thị trường mà chúng ta đang hội nhập. Ngoài cái thị trường không thì chúng ta còn các cái công nghệ, đó là cái mảng thứ hai. Công nghệ là các bạn coi thời đại cách mạng ngày nay chủ yếu là chúng ta bước vào trong cái thời đại cách mạng công nghệ 4.0 và chúng ta sẽ bắt đầu được du nhập bởi các dây chuyền, các phần mềm, các công nghệ hiện đại. Và các bạn đã thấy là chúng ta đang sử dụng Microsoft cũng là phần mềm nước ngoài vô rồi. Và đặc biệt là với cái phân khúc lao động giản đơn thì khi em ra trường, hiện tại đang ngồi trên ghế của giảng trường học, khi em ra trường em sẽ phải đấu với lại máy móc và công nghệ phần mềm. Đó chính là phân khúc lao động giản đơn. Còn ở những phân khúc mà chất xám cao thì em không thể nào, phân khúc chất xám thấp thì em không thể nào đấu lại với máy được. Vì máy nó làm việc nó không có biết kêu ca, nó không đòi bảo hiểm y tế và không đòi bảo hiểm xã hội. Nó cũng không có đòi phải đi thăm nó mỗi lần nó đau ốm, bệnh tật, có chồng có con ở nhà là mang thai sinh con đang mai, nó không có đòi. Và máy móc cũng không biết tham nhũng. Và thế cho nên là chúng ta không thể nào đấu là với máy móc ở những cái công việc chất xám thấp, những công việc lao động giản đơn. Chúng ta chỉ đấu với nó là những công việc phân khúc chất xám cao mà thôi. Mà chất xám cao thì các bạn sẽ đấu với lại các công dân toàn cầu khi bước sang Việt Nam. Ví dụ, đầu tiên là đấu với máy. Đây là một cái tờ báo anh chụp lại mới cách đây mấy ngày. Anh đọc một vài cái tiêu đề cho các bạn nghe ha.
Tờ báo Mỹ dùng robot viết báo suốt cả năm qua, số lượng bài tăng gấp 10 lần nhưng tỷ lệ lỗi sai giảm mạnh. Nghĩa là tờ báo bên Mỹ đã sử dụng phần mềm để nó tổng hợp tin bài thay cho phóng viên. Công ty khởi nghiệp robot làm gì nay bằng công nghệ tĩnh điện năng suất gấp 20 lần con người. Vậy giày dép đã được may bằng công nghệ năng suất cao gấp 20 lần con người. Tương lai không xa, hầu hết các công chức có thể thay thế bằng robot. Công chức nằm trong Việt Nam sẽ được thay thế bằng máy móc. Trong cơn giận dữ, người đàn ông này đã tạo nên cuộc cách mạng ngành công nghiệp sushi hiện đại bằng robot. Và chế biến thực phẩm cũng có thể làm bằng dây chuyền công nghệ đào thải con người đi. Mỹ sử dụng robot may quần áo công suất ngang với 17 nhân công làm việc. Một cái máy bằng 17 nhân công, năng suất tăng gấp 17 lần. Hoặc với những công việc khoa học xã hội nhân văn thì sao? Đây là robot người Nga. Và chú robot này đôi mắt dễ thương để nhận ra tổng thống Putin ngay lập tức và công nghệ gần bắt tay ông. Đây là viết tắt của robot bán hàng. Vậy bây giờ cái khâu bán hàng và chăm sóc khách hàng người ta cũng đã có thể sử dụng đến công nghệ rồi. Bởi thế khi bạn làm sales thì các bạn sẽ cạnh tranh với lại chúng. Rồi các bạn thấy những cái công ty, một cái tập đoàn mà có 10 cô kế toán, bây giờ có một cái phần mềm kế toán chỉ cần giữ lại một cô tinh hoa nhất, chín cô còn lại bị đá văng ra khỏi công ty. Giữ lại cái phần mềm của một cô tinh hoa nhất thôi. Cho nên các bạn sẽ cạnh tranh với phần mềm. Rồi dệt may cũng vậy, y tế, cơ khí, hành chính, ngân hàng, thực phẩm, chúng ta sẽ phải cạnh tranh với lại máy móc. Và nó đã vào Việt Nam chúng ta cũng được nhiều năm rồi và bây giờ nó bắt đầu bùng nổ. Đây là tiêu đề bài báo viết tiếp: cách mạng 4.0 đến, một doanh nghiệp lớn ở Hà Nội đã sa thải 80% công nhân vì robot. Chúng tôi cũng đào xót lắm. Nhưng chúng tôi vẫn phải đào thải vì sao? Vì máy móc đó là việc hiệu quả hơn. Và 3 tháng trước, đã có First công bố lộ trình mất việc vào tay robot của con người. Đến thời điểm 1 tháng trước, một nhà máy Bình Dương đã phải cho 90% công nhân nghỉ việc vì đã có hệ thống các công nghệ tự động làm thành. Và một công ty ở Bình Dương đã cho sa thải 90% nhân công, các kỹ sư và các công nhân vì đã nhập về những dây chuyền sản xuất tự động. Cho nên các bạn thấy là những máy móc đó có thể ở nước khác nó tạo ra, chỉ cần một cái nước nó tạo ra thôi, tất cả những nước còn lại có thể ứng dụng nó. Thế chính là chúng ta đang toàn cầu hóa vì mặt công nghệ. Nhưng cái nguy hiểm nhất, cái thứ ba và cũng là cái tính cạnh tranh nhất cho các bạn sinh viên ở đây, đó chính là toàn cầu hóa về mặt nhân lực. Ví dụ, cách đây lâu tôi làm trong cái nhãn hàng là giày dép, làm và bay ra ngoài Hà Nội làm chương trình rồi đó. Thì anh mới thấy ở phía dưới thì có một cái anh rất là trẻ, 27, 28 tuổi hả. Anh nghĩ chắc anh này là IT, anh này nhìn giống ngưỡng độ, chắc anh là IT của công ty đó. Còn bên cạnh là cái ông cũng tương đối lớn tuổi, 40 mấy tuổi, anh nghĩ ông này là sếp. Mọi người đều nói chuyện với ông lớn tuổi này, còn cái anh 20 mấy tuổi thì cũng nhìn dễ thương, rất là sủng nhiên. Và sau đó khi giới thiệu chương trình thì giới thiệu như sau. Sau đây xin giới thiệu ông Chris Brock là tổng giám đốc của tập đoàn Chấm 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 Việt Nam. Và cái anh 20 mấy tuổi đó anh đứng lên. Thì ra anh ấy là tổng giám đốc của cái công ty đó, tức là công ty quốc tế, chúng ta có chi nhánh ở Việt Nam. Anh là tổng giám đốc với cái 20 mấy tuổi người Ấn Độ. Sau đó giới thiệu cái anh kia bên là trợ lý tổng giám đốc. Vậy các bạn đi các cái công ty lớn mà các bạn sẽ thấy người nước ngoài làm việc ở Việt Nam chúng ta rất là đông. Hoặc là mới làm việc trong cái nhãn hàng là những nhãn hàng bia, thì trong đó có cả chuyên văn người nước ngoài và là người Việt Nam hết. Thì một anh người nước ngoài là tổng giám đốc của cái chi nhánh Việt Nam, một anh một chị là giám đốc trong cái lĩnh vực là đối ngoại, còn anh là giám đốc marketing. Vì vậy cái anh mà tổng giám đốc là người Ấn Độ, cái chị mà giám đốc đối ngoại là chị là người Brazil, còn cái chị mà giám đốc marketing là người Malaysia. Vậy đó chính là nước ngoài nó sang Việt Nam chúng ta làm việc. Và các bạn đi ra ngoài, các bạn làm việc mình rất là dễ dàng cảm thấy những cái người mà họ đã đến đây, họ thầy làm trong cái ngân hàng là VB Bank, cái anh tổng giám đốc của người Ấn Độ, còn anh phó tổng là người Nga. Trong cái trung tâm của VB Bank đó là trung tâm là 9 hectare, thì như vậy có hai người đã lãnh đạo, một anh Ấn còn anh là Nga. Bởi vậy cho nên bạn thấy đó chính là chúng ta đang toàn cầu hóa về mặt nhân lực. Và chúng ta đang mở cửa với các nguồn nhân lực ở các khu vực Đông Nam Á. Hiện tại chúng ta đã mở 8 ngành nghề rồi, tương lai nó sẽ mở nhiều hơn. Và các bạn hãy nhìn vào trong những tấm gương đi. Là thí dụ Singapore với Malaysia nó mở cửa với nhau thì sẽ có người Malaysia sáng sớm xách cặp táp đi sang Singapore làm việc, kiếm tiền, xong chiều xách cặp táp đi về. Sáng sớm xách cặp táp qua Singapore làm việc, chiều về Malaysia. Ở Việt Nam chúng ta có những người, thí dụ Hàn Quốc, Nhật Bản đầu tuần thứ hai xách cặp táp qua đây làm việc, xong cuối tuần quay về Hàn Quốc, quay về Nhật Bản. Hoặc là Ấn Độ cũng bay qua đây rồi cuối tuần họ bay về bệnh, cuối tháng họ bay về bệnh. Vậy đó chính là họ nhận được nguồn nhân lực. Và khi tốt nghiệp ra trường các bạn sẽ đấu hai phân khúc, một phân khúc chất lượng thấp các bạn sẽ đấu với máy,
các bạn sẽ đấu với phần mềm phân khúc cao, giá sách cao, và sẽ đấu với nguồn nhân lực ở Đông Nam Á và cả quốc tế. Nhưng theo Tổ chức Lao động Thế giới ILO, năng suất lao động của một người Singapore bằng năng suất lao động của 15 người Việt Nam cộng lại. Theo ILO, năng suất lao động của một người Hàn Quốc và năng suất lao động của 10 người Việt Nam cộng lại, và năng suất lao động của người bên kia Việt Nam Philippines và năng suất lao động của 5 người Việt Nam cộng lại. Và kế bên cạnh mình thôi, gần gần mình thôi, cái chỗ biểu tình nhiều nhiều đó là đâu vậy? Thái Lan, năng suất lao động một người Thái Lan bằng năng suất lao động của 2,5 lần một người Việt Nam. Nên phân khúc chất xám cao, bạn sẽ đấu với nguồn nhân lực Đông Nam Á mà chúng ta đang hân hạnh đứng hàng đầu từ dưới đến lên. Nên nếu đi học, tại sao vậy? Vì chúng ta khi đi học, khi rèn luyện trên những đường đi học, chúng ta chưa chuẩn bị cho cái tinh thần hội nhập đó. Chúng ta vẫn đang nhìn trước mắt là vẫn đang là người Việt với nhau, nhưng không, tương lai bạn sẽ đấu với họ. Nên bây giờ bạn phải nỗ lực hết sức 100% nỗ lực thì bạn mới có cơ hội đấu với họ phân khúc chất xám cao. Ví dụ các bạn đi học thường thời gian ở đây, nói thành thật bằng máu của con tim nha, các bạn đừng nói dối, nói thành thật bằng 100% hơi thở, 100% con tim nha. Ai đang ở đây đã từng ngồi trong lớp học và ngủ gục rồi, xin mời giơ tay lên. Ai đã từng ngủ trên lớp học năm 1,5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 ,
rồi trong lớp học này đã từng thầy giảng trên đây như dưới ngồi bấm điện thoại xin mời giơ tay lên. Wow, 99% cảm ơn, còn 1% còn lại chắc không có điện thoại. Ai đang còn trong lớp học đã từng ngồi trong lớp học nhưng bắt đầu mở YouTube coi đời sống trẻ em tay trong tay chuyện bên nhà mẹ cô dâu cán bộ người phán sự vật danh ca 2 thượng ẩm huyền thoại điểm xanh cho ta lớn. Cảm ơn các bạn. Và ai đã dành thời gian mình rảnh rỗi thay vì đọc sách mà bắt đầu luyện võ lâm tiền kỳ liên minh quyền thoại liên quân tổng kích thép lai cho xin mời cho ta lớn. Cảm ơn các bạn. Đó là lý do vì sao Viên và Lô đã xếp chúng ta năng suất lao động thấp hàng đầu Đông Nam Á. Vì chúng ta chưa nhìn thấy quan tài nên chúng ta chưa đổ lệ. Vì vậy các bạn nên nhớ khi bạn ra trường bạn sẽ phải đấu với lại nguồn nhân lực ở Đông Nam Á và đấu với lại cả phần mềm và máy móc. Vì vậy đó chính là cái xu hướng hội nhập về cả thị trường, về công nghệ và nhân lực. Từ cái hội nhập đó nó sẽ dẫn đến những thách thức và cơ hội gì? Sau đây xin mời phỏng vấn của thành viên. Các bạn cử dùng thêm anh chàng xoáy ca và giúp cho mọi người trường đi. Chỉ dùng thêm một anh chàng xoáy ca nào ngồi bên cạnh bạn á, là xoáy ca. Dạ, thầy muốn phỏng vấn lên đây. Anh nào điện tử đi bạn ha. Ở phía dưới có một người tự điện tử. Rồi xin mời bạn ngồi dùng sau dùng xa. Ở đây. Hey, xin chào. Xin chào bạn. Rồi, bây giờ bạn quan sát phía trên ha, bạn thấy thứ nhất chúng ta nhập vào thị trường. Chẳng hạn như các bạn thấy bây giờ Amazon thì ngồi Việt Nam mua đồ Amazon được không? Được, mình click cái là mình có hàng rồi, click cái thấy ví dụ như cái dòng này nè, đẹp không? Dòng này là đó. Dòng đen bay nè, mua biết đâu không? Canada. Bấm cái nó ship từ Canada nó ship về Việt Nam. Và thế cho nên là thị trường nó đang hòa nhập nó đang hội nhập với nhau, cho nên là đôi khi trên cuốn tiết chuột là bạn có thể mua hàng ở bất cứ chỗ nào. Vậy theo em thì cái sự hòa nhập về thị trường như vậy nó sẽ dẫn đến cơ hội gì, thách thức gì cho bạn trẻ Việt Nam? Nếu đã là đúng, còn biết em nào cái nó chụp hình. Khuyến mãi cho người dân. Đó hay là cái mà thách thức đây là em nói về cái thuận lợi của mình đó, là mình có thể đi mình làm việc ở các nước xung quanh của mình, các nước mà mình hợp tác với nhau như là Singapore, rồi các nước lân cận như là Lào, Campuchia hoặc là cái nước Đông Nam Á. À, như vậy đó là mình nhập được nhân lực là cái nhập thứ ba. Là em có thể là nếu mình có chút mình có thể đi đánh đông về bắc, mình có thể sang nước khác, sáng sách cặp táp qua Singapore làm việc, chiều sách cặp táp về Việt Nam. Yeah. Một là mình có thể mở rộng cơ hội làm việc ở rất nhiều nước, không chỉ Đông Nam Á mà có thể là châu Á và thế giới. Đó là cơ hội đến từ cái nguồn nhân lực hội nhập. Nhưng thách thức của cái nhân lực đó là gì? Đó, hay là mình sẽ cạnh tranh với các nước, các công nhân, các người mà ở bên nước của họ. Ừ. Rồi mình cạnh tranh với những người mà giỏi hơn mình. Đúng rồi. Mà có khả năng mà có thể hơn mình. Ừ. Thì cạnh tranh với họ. Vậy có nhiều người sẽ cướp công việc của chúng ta. Ví dụ như bây giờ các bạn làm chủ doanh nghiệp, một bên là một bạn Singapore, một bên là 15 bạn Việt Nam, bạn tuyển bên nào?
Bên kia mình đỡ 14 cái ghế đúng không? Đỡ 14 suất bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đỡ 14 lần đi thăm đau ốm, bệnh tật bảo hiểm, vân vân. Đỡ 14 lần đi thăm là đau rồi đi thăm bệnh viện, đỡ 14 lần phải quản trị xử lý các sự cố về nhân sự và tăng lương gấp 10 lần cho bạn Singapore vẫn còn lời. Nên đó là thách thức của chúng ta. Vậy nếu chúng ta không có chốc, chúng ta chỉ làm lính thôi. Và đồng chí lính là chúng ta đấu là cái phần mềm đấu không lại. Sau đó chúng ta sẽ phải thất nghiệp và đứng ra ngoài giữa chợ, chúng ta đeo cái bảng ngay trước ngực kia là gì? Tôi đang có con nhỏ, con tôi đang cầm cho sữa bú, bởi vì cho nên là mất thuê tôi đi. Lên mạng sợ đi, trường hợp tốt nghiệp thực tế đứng ngoài chợ đeo bảng đi xin việc làm. Đó chính là thách thức. Ngoài ra còn cái việc mặt thị trường, cơ hội như gì? Đó là cơ hội như thị trường là mình có thể buôn bán ở các nước xung quanh mình. Mình có thể mình đưa những mặt hàng của mình ra bên ngoài cả thế giới. Rồi còn thách thức là mình sẽ phải cạnh tranh với các sản phẩm của các nước của họ. Đúng rồi. Mình sẽ vậy là mình cần phải tăng nhiều cái chất lượng sản phẩm mình lên. Đúng rồi. Nếu mình có chất mình sẽ bán được cho thế giới. Dạ. Còn mình không có chất thì thế giới sẽ bóp cổ của mình. Dạ. Và các bạn thấy điều em có trong một ví dụ đi. Thế giới là bóp cổ chúng ta những cái ngành nghề nào rồi? Hay là như là vải. Vải mình giờ đó này là thế giới họ chỉ lấy vải thô của mình, còn về họ sẽ làm lại và họ sẽ bán mình với giá cao hơn. Hoặc là dầu thô cũng thế. Hoặc các bạn có biết rap Uber không? Biết. Bóp chết ai, bóp cổ ai? Xe ôm với lại những người mà chạy cô Mai Linh đang tơi tả, Vinason cũng tơi tả vì bị Uber với lại rap bóp cổ. Rồi thậm chí mấy bác xe ôm gần nhà mình, mấy bác cũng ngày càng ốm hơn. Vì rất vui là bốc cổ. Cho nên đó chính là các bạn thấy đó là sự cạnh tranh ha. Rồi, nhưng đó cũng sẽ là cơ hội nếu chúng ta có chất. Và cuối cùng, về mặt công nghệ, thách thức mình được rồi là gì? Hay là công nghệ thì mình sẽ có thể như là tiếp thu được những cái công nghệ mới của các nước khác. Đúng rồi, mình chỉ tắt đón đầu ha. Người ta chế tạo ra, mình đem về mình sử dụng. Tất nhiên là phải mua nữa thì bảo quyền. Rồi, nhưng còn thách thức của nó là? Thách thức là công nhân của mình thì sẽ chưa đủ trình độ để sử dụng những nguồn công nghệ mới đó. Mình phải cho họ đi tu nghiệp ở nước ngoài về họ phải mới có khả năng họ làm những cái công nghệ đó. Nếu không mình sẽ bị lạc hậu và mình không nắm bắt được công nghệ đó rồi mình sẽ mãi mãi đi sau. Dạ. Cảm ơn em phần trả lời rất sâu sắc, cho bạn cầm có tay và em nghĩ về người bản thân. Dạ thầy, các bạn em tên là Đỗ Thanh Sang, học lớp K17 408 xe à. Sang đúng không Sang? Wow. Sang học năm thứ mấy? Năm nhất. Wow, muốn năm nhất rồi. Sang có gấu chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Facebook của Sang là gì? Mấy bạn chuyện gì? Thứ của Sang là gì? Dạ, Bi Đỗ. Bi Đỗ. Rồi, cảm ơn Sang nha. Chúc Sang có ngày hôm nay sẽ rất là nhiều lời ép friend và chúc Sang sẽ hết FK sau câu trả lời này. Cảm ơn Sang nhé. Một cảm tay nữa cho Sang. Hồi nữa Sang mời cho mấy người mình tiếp mở thêm tiền dụng. Nếu như em cứ lấy nha, chứ có căn bản. Rồi, như vậy đó chính là những cái rủi ro cũng như là những cái cơ hội chúng ta về mặt thị trường. Các bạn tạo ra sản phẩm cho Hunter Bieber thì như vậy chỉ tạo ra Việt Nam thôi nhưng bán cho toàn thế giới rồi bắt đầu là ngồi đó và chúng ta đến cái gì thì các bạn cần biết. Hoặc ví dụ như chúng ta có một phần mềm, chúng ta có sản phẩm, chúng ta có cái bàn, chúng ta có cái ghế, hoặc là chúng ta tạo ra cái điện thoại, chúng ta có quần, chúng ta có áo, chúng ta có nông sản, chúng ta vẫn có khả năng bán ra thị trường thế giới nếu như sản phẩm chúng ta chốt. Ngược lại chúng ta sẽ bị bóp cổ trên. Về mặt công nghệ cũng thế, chúng ta có thể đi tắt đón đầu để mà chúng ta sử dụng thành tựu công nghệ của những nước khác, những nước tiên tiến hơn. Nhưng chúng ta cũng sẽ có thể bị dìm xuống hố sâu của sự lạc hậu. Về mặt nhân lực, chúng ta có thể là đánh đông dẹp bắt đi khắp lên thế giới để làm những công dân toàn cầu. Nhưng nếu không, chúng ta sẽ cũng sẽ bị bóp chết ngay trên sân nhà. Đó chính là những thách thức nhưng cũng là cơ hội. Quan trọng chúng ta có chất hay không. Nếu có chất đó là cơ hội, còn nếu không có chất đó là thách thức. Vậy sinh viên cần làm gì để mà tận dụng cái thách thức này và nắm bắt thời cơ đây? Đây là điều quan trọng. Sinh viên cần làm gì? Thứ nhất thì nói về mặt công nghệ. Khi công nghệ nó hiện đại ra rồi thì sinh viên chúng ta cần làm gì để chúng ta có thể nắm bắt nó? Sau đây mời các bạn xem đoạn video clip. Dạ, sau đây là đoạn video clip. Đoạn clip như sau. Thầy sẽ được phép mở đoạn clip này. Và sau đây là đoạn clip. Đoạn clip như sau. Sau đây trước đây xin mở video đoạn clip. Đoạn clip như sau. Và sau đây là đoạn clip. Ở chỗ,
Em có thể cho biết thêm hoặc là hàng nghĩ cái câu này giáo dục mở ra những cánh cửa, cửa này là cửa gì hả? Cánh cửa cơ hội. Cánh cửa của cơ hội đúng rồi. Và các bạn thấy nếu như các bạn có ngoại ngữ, cậu bé giao trứng, cậu bé không có biết đọc chữ, đặc biệt không biết đọc tiếng Anh. Bởi vậy cho nên là cậu bé mở hoài cửa không có mở, nhưng cậu kia biết đọc tiếng Anh nên mở một cánh là ra. Cửa này nó chính là cửa vào trong các tập đoàn lớn, cửa mở ra kho tàng kiến thức của thế giới, cửa để các bạn có thể đi làm ở các nước khác, các bạn có thể làm những công dân toàn cầu. Ví dụ, này em gái, nếu em có biết tiếng Campuchia, em sẽ mở ra kho tàng kiến thức của người Campuchia, sẽ có thể làm việc được với người Campuchia. Còn em biết tiếng Lào, em sẽ mở ra kho tàng kiến thức của người Lào và em sẽ có thể làm việc được với người Lào. Còn em, nếu em biết tiếng Anh, em sẽ mở ra kho tàng kiến thức của nhân loại. Và em có thể đi làm ở đâu? Ở cả thế giới, đúng rồi. Cho nên khi chúng ta có ngoại ngữ trong tay là một công cụ để các bạn có thể tiếp thu tinh hoa của thế giới. Và sau đây thầy chiếu cho các bạn coi một cái thực nghiệm. Một cái thực nghiệm và em mở lên việc nữa. Một cái thực nghiệm mà thầy đã học từ khi thầy học một cái khóa học của một cái ông thầy mà ông dạy bằng tiếng nước ngoài. Dạ đúng rồi. Và ông dạy nước ngoài cho nên là ông dạy những thứ mà người Việt chưa bao giờ dạy. Và khi đó thầy học được tinh hoa của họ. Và điều đó như sao? Sau đây sẽ làm cho các bạn coi. Rồi, cái thực nghiệm đó là cái gì? Khi mà thầy đi học trong lĩnh vực kỹ năng sống á, thì ở Việt Nam cái kỹ năng sống mà thầy đã học nói chung cũng khá nhiều rồi. Thì lúc đó con ông thầy học dạy một cái kỹ năng là kỹ năng ghi nhớ. Và thầy đọc các sách thì trí nhớ tại Việt Nam rồi, nhưng mà thầy vẫn không thể cải thiện được cái trí nhớ của thầy. Bởi vì trí nhớ của thầy nó quá kém, quá tệ, nhiều khi bỏ chìa khóa đâu cũng không nhớ. Nhiều khi mình đi dạy hoặc đi present hoặc là đi nói chuyện trước công chúng mà vẫn không nhớ ý trong đầu. Đó chính là một cái nỗi khổ của người đi dạy. Bởi vậy cho nên thầy đã học cái thủ thuật như sau để thầy có thể cải thiện khả năng trí nhớ của mình. Và sau đây là thủ thuật đó. Và thủ thuật như sau. Và các bạn tưởng tượng giữa số, hình và chữ cái gì khó nhớ nhất? Số là cái khó nhớ nhất mà bạn biết cách bạn nhớ luôn nguyên một dãy số dài dằng dặc thì bạn chấp luôn cả hình và chấp luôn cả chữ. Và cái dãy số đó như sao? 2, 3, lên. Cảm ơn, đa bạn đang chúc mừng quá. Và thôi không dám off cái máy để mà gõ nữa. Thì đây là cái dãy số có sẵn luôn đi ha. Chúng ta sử dụng dãy số này cũng được. Chứ thông thường thầy sẽ xóa dãy số này để mà cho các bạn đọc cái dãy số ngẫu nhiên. Thì như vậy thầy sẽ ghi nhớ cho bạn coi. Thì sau đây là một cái bài tập. Trong vòng 2 phút ai mà ghi nhớ được dãy số này từ trên xuống dưới đọc đúng từng câu một, các bạn sẽ được nhận một phần thưởng. Đó chính là một cái máy chiếu. Và thời gian 2 phút ghi nhớ bắt đầu đúng rồi. Bắt đầu ghi nhớ đi bạn, bạn nào nhớ được. Bên cạnh đó thầy sẽ tặng cho các bạn đó một cái điện thoại di động Samsung Galaxy S7S luôn ha. Rồi, và các bạn 2 phút ghi nhớ bắt đầu, thầy cũng sẽ học nha. Để thầy chứng minh rằng khi mà em đi học nước ngoài hoặc em học những cái gì biết tiếng Anh, em sẽ được học thêm những thứ mà người ta không học được. Và cách như sau. Mời các em ghi nhớ. Sau khi sử dụng sử dụng sử dụng sử dụng sử dụng rồi xong thầy nhớ rồi đó, thầy nhớ hết rồi đó, bạn nào
Ai có thể đọc bình điều số này? Phần thưởng tăng lên 200 máy chiếu. Và bây giờ thầy đọc bài thử ha. Thầy sẽ cố gắng đọc hơn 90%. Nếu ít hơn 90% thầy sẽ giao tính mạng thầy cho các bạn. Tùy các bạn muốn sự muốn chém, muốn cắn, muốn xé, muốn kiểu nghĩa lầu cũng được hết. Nếu đồng ý xin cho cầm vào tay để bắt đầu bây giờ tốt lên đây. Và các chỉ số ở đây là 0 9 7 2 5 4 8 3 3 6 9 9 8 4 4 7 1 5 4 2 7 9 0 0 2 3 9 7 4 5 2 1 8 1 0 6 1 2 7 4 0 5 7 1 3 1 4 6. Xin chào mọi người. Dạ, sau đây xin phép đọc ngược lại từ dưới lên trên. Các số từ dưới lên trên là 6 4 3 6 5 2 1 3 1 7 5 0 4 7 2 1 6 0 1 8 1 2 5 4 7 9 3 2 0 0 9 7 2 4 5 1 7 4 4 8 9 9 6 3 3 8 4 5 2 7. Và đầu tiên là 96. Vậy khi thầy đi học, thầy ấy đó là thầy nước ngoài và thầy đó dạy những phương pháp trí nhớ cực kỳ hiệu quả, rất tuyệt vời. Sau đó thầy nâng cái trí nhớ mình lên một level và sau đó thầy có thể là đi dạy cả về trí nhớ nữa. Và thầy ngồi trước tấm kính, thầy ngồi thầy nói một cái kịch bản mà kịch bản nó có 18 hàng ý, thầy chấp luôn. Và cách đây khoảng chừng một tuần thầy quay chương trình là Lắng Nghe Hạnh Phúc phát trên kênh HTV9 vào lúc 7:15 phút sáng nhớ đó coi. Thì thầy quay một lần 20 số em, 20 số, 20 chủ đề. Mỗi chủ đề có 4 câu hỏi, tổng cộng là 80 câu hỏi. Thầy ngồi quay từ sáng đến chiều, không thôi kịch bản. Là nhờ học phương pháp ghi nhớ đó. Nên nếu như em có tiếng Anh, em sẽ mở ra kho tàng tri thức của nhân loại và em sẽ học được những thứ mà các bạn bình thường khác không học được. Cho nên đây cũng là công nghệ là các bạn, kỹ thuật ghi nhớ đó là dạng công nghệ về mặt tinh thần mà các bạn có thể nắm bắt kỹ thuật, công nghệ về mặt khoa học. Vì vậy cho nên chúng ta cần có tiếng Anh làm công cụ, chúng ta học được những thứ mà người ta không học được. Đó chính là cách chúng ta nắm bắt về công nghệ. Bên cạnh đó, nếu như thị trường là cơ hội rộng mở, các em nên xây dựng mình và nên có chí lớn như chương trình ngày hôm nay. Chí lớn, lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc là dành cho những bạn có thể là tạo thành những nhà khởi nghiệp để các em có thể là nắm được thị trường, giống như Nguyễn Hà Đông là một nhà khởi nghiệp. Vậy em sẽ tạo ra sản phẩm gì để có thể bán ra cả thế giới đây? Và đừng nghĩ rằng mình phải tạo ra cái gì đó quá ghê gớm. Việt Nam chúng ta có rất nhiều thứ đáng để bán ra thế giới, nhưng quan trọng là chúng ta không dám làm mà không dám nghĩ. Và một anh nông dân, anh ấy đã làm được điều này. Và khi một nhà khởi nghiệp, lát tôi sẽ kể về nông dân đó, một nhà khởi nghiệp sẽ có thể bán được sản phẩm ra thị trường khi thứ nhất chúng ta có ý tưởng phục vụ được 1 triệu người. Người ta nói trước khi kiếm 1 triệu đô thì hãy có những ý tưởng có thể phục vụ được 1 triệu người. Có ý tưởng xong, chúng ta có cái thứ hai là năng lực hiện thực hóa. Thầy đang thực hành hai cái này. Thứ nhất là thầy đang có những cái sản xuất những khóa học trực tuyến, video clip và thầy thu gom tinh hoa trí tuệ của mình đã có thể góp được trong biết bao nhiêu năm qua và chuyển thành các khóa học trực tuyến. Hiện tại đang là khóa học tiếng Việt, nhưng thầy đang cố gắng để sản xuất những khóa học tiếng Anh để có thể đặt tại Coursera, Udemy, vân vân ở rất nhiều những nền tảng học trực tuyến khác trên thế giới. Và có một anh nông dân đã làm điều đó, đó chính là chú Ba. Chú Ba có 1000 mét vuông đất, chú trồng dưa và trên cái mảnh ruộng của chú là chú trồng được 3 tấn một mùa dưa, mỗi ký là chú bán được 3.000 đồng ký. 3 tấn nhân 3.000 là bao nhiêu tiền? 9 triệu một năm. Chú trồng được 3 mùa là bao nhiêu tiền? 27 triệu chia ra mỗi tháng 27 chia cho 12, mỗi tháng bình quân bao nhiêu tiền? Khoảng 2 triệu mấy. Giàu hay nghèo? Nghèo gần chết vì tính ra 2 triệu mấy một tháng, mỗi ngày chú chỉ có khoảng chừng 80-90 ngàn để mua gạo, mua đồ ăn, trả tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền quần, tiền áo, tiền con đi học, tiền vân vân. Chú rất là nghèo, cho nên chú mới băn khoăn suy nghĩ tại sao Israel, đất của nó là toàn là sa mạc mà nó lại có một nền nông nghiệp đắt giá hàng đầu thế giới, nhưng bản chủ yếu là đất núi lửa, rất ít đồng bằng, nhưng tại sao nó lại là trong những cái nền nông nghiệp đắt giá hàng đầu thế giới? Và chú bắt đầu chú học, chú đọc tất cả những bài báo, tất cả những quyển sách nói về cái nền nông nghiệp đó, và chú phát hiện ra ở Nhật Bản nó có một cái ý tưởng, đó chính là trồng dưa, nhưng trồng dưa với những hình dáng khác nhau.
Thế cho nên là chú bắt đầu nảy sinh trong ý tưởng mồi, và từ đó chú tự tạo ra những cái loại dưa trên cái mảnh ruộng của mình. Thứ nhất, chú trồng dưa hình vuông và chú hay bán ra giá thị trường lúc đó chưa ai trồng nên giá là khoảng 3 triệu đồng một cặp. Và mỗi mùa dưa chú trồng được khoảng chừng 200 cặp, và 3 triệu 200 cặp là khoảng 600 triệu một mùa dưa. Trong khi ban đầu trồng sờ bờ lờ luôn có 9 triệu một mùa dưa. Bằng cách chú bỏ vào trong khuôn, bắt đầu chú thay khuôn cho nó rồi nó lớn lên, nó dậy thì lên, và chú có những trái dưa hình vuông để chú bán. Sau đó thì sao? Giá bắt đầu nó hạ xuống chỉ còn có 1,5 triệu cặp, và sau đó 700 ngàn cặp, giờ là 400 ngàn cặp, vì người ta bắt đầu bắt trước. Chú đầu sáng tạo ra thêm, chú trồng dưa khác, ví dụ như là dưa hình kim tự tháp, bán ra không ai thèm mua. Chú trồng dưa hình mặt người bán ra cũng không ai thèm mua, nhưng chú bán ra hình trái tim thì có nhiều người mua, đặc biệt các nhà hàng tiệc cưới. Rồi Valentine 8 tháng 3 cũng rất nhiều người mua, bởi vì các cặp gấu hay mua về sẽ làm đâu có được gấu được ăn. Rồi sau đó chú bắt đầu là sáng tạo ra thêm, và sau nhiều lần thất bại chú đã trồng ra một cặp dưa kinh triệu phúc lập thời, và bắt đầu chú xuất khẩu được. Chú xuất khẩu bán sang các thị trường nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Rồi chú trồng các loại dưa khác nữa, và dưa hình thổi bạc in chữ nữa nè. Và lúc đó thì chú có thể bán. Một thổi thế này giá thị trường khoảng 12 triệu đồng một thổi. Chú trồng dâu hình trái tim bán cái tiệm bánh, và chú trồng cả lê hình nhân sâm, chú trồng cả bưởi hình hồ lô. Rồi chú nè, chú thắt cổ lại giúp mình ra thành bưởi hồ lô. Chú trồng cả bưởi hình bạc tây mộc, chú trồng cả cà chua hình con thỏ, rồi cả ớt hình cô gái. Bởi thế cho nên là những cái nông sản của chú là những nông sản chú chuyên đi xuất khẩu, và nó tạo nên giá trị cho thị trường. Một ký ớt là những mười mấy triệu một ký, các ông rất khoái ăn. Cắn vô con chân con nhỏ thích, con cái trời nó ngon làm sao, cái ông ăn lâu dữ lắm, có phần là cái ông ăn lâu nhất là phần trên ruộng. Bởi vậy cho nên, khi các bạn có một ý tưởng và các bạn dám nghĩ lớn cộng với nghĩ khác, thì bạn vẫn hoàn toàn có thể trở thành một nhà khởi nghiệp để bán sản phẩm của bạn cho thế giới, chứ không chỉ gói gọn trong khu vực địa phương của chúng ta. Khi bạn nghĩ khác, vì thế giới ngày nay hội nhập, thì khi hội nhập chúng ta là thế giới gì? Phản. Trong một thế giới phẳng, ai tạo được sự khác biệt, người đó sẽ gây chú ý và chiến thắng. Trong một thế giới phẳng, đứa nào tạo sự khác biệt, đứa đó thắng. Và thế giới càng phẳng, em càng gây khác biệt, thì em sẽ dễ gây chú ý và chiến thắng. Đó chính là nghĩ khác, cộng với là nghĩ lớn nữa, em có thể bán sản phẩm cho thế giới. À, và đó chính là điều mà chúng ta cần làm khi cơ hội thị trường đang tới. Và thứ ba là cái mà chắc các bạn rất quan tâm về mặt cạnh tranh nhân lực, thì làm sao chúng ta sẽ cạnh tranh với nguồn nhân lực Đông Nam Á đây, và tương lai là cạnh tranh với các bạn Ấn Độ, các bạn Philippines, các bạn Malaysia, các bạn Hàn Quốc, các bạn Nhật Bản, hoặc là các bạn Brazil, các bạn Mỹ, vân vân, khi sang thì làm sao chúng ta có thể cạnh tranh. Và tư chất người Việt Nam rất thông minh các bạn nha, chúng ta đi thi những giải về học thuật chúng ta luôn đứng hàng đầu, tư chất người Việt Nam rất thông minh và học thuật. Tuy nhiên chúng ta đang chưa có cái định hướng rèn luyện nó đúng, cho nên chưa phát huy được nội lực thôi. Và để có thể cạnh tranh về mặt nhân lực, ngoài cái việc chúng ta có thể trở thành nhà khởi nghiệp, nếu em muốn cạnh tranh mặt nhân lực thì có một cái hướng thứ hai là cạnh tranh theo kiểu một nhà chuyên môn. Các bạn thân mời đây có thể tốt nghiệp ra trường là một trong hai nhà, một là nhà khởi nghiệp là đi nắm bắt vào thị trường, và hai là nhà chuyên môn thì các bạn có thể làm việc ở các nơi trên thế giới, là công dân toàn cầu. Để trở thành nhà chuyên môn nó cần ba yếu tố. Một là cái đầu, tức là chuyên môn và cái đỉnh. Và đỉnh này ít nhất phải ngang tầm nhân lực với các nước bạn, bằng cách không chỉ học tiếng Việt, bằng cách không chỉ học chương trình nhà trường, mà các bạn còn học các chương trình, thêm cả đọc sách về tiếng Anh, các tạp chí học tiếng Anh, các khóa đào tạo online về tiếng Anh, hoặc là các khóa bồi dưỡng quốc tế. Vì vậy ít nhất bạn phải có chuyên môn ngang bằng với các bạn khác. Thứ hai, kỹ năng các bạn phải pro. Và thứ ba, thái độ phải chớp sống 100% tâm lực. Vì thường chúng ta khi lúc ra trường sinh viên rất hay thích những công việc nào? Một là lương phải cao, hai phòng phải máy lạnh, và ba phải có vị trí. Trong khi mới vừa ra trường, những vị trí đó không bao giờ dành cho chúng ta. Cho nên thái độ chúng ta mà chất thì chúng ta còn cố gắng từ những bậc thang đầu tiên chúng ta mới có thể leo cao được. Và làm sao chúng ta có chuyên môn đỉnh thì có một cái cách là gì? Thế chính là các bạn phải chọn cái ngách chuyên sâu nào đó và các bạn luyện lên tới đỉnh để bạn tạo sức cạnh tranh về mặt chuyên môn. Ví dụ, ở tại Tây Ninh có một cái tập đoàn chuyên sản xuất xi măng, và ở tại đó công ty chuyên sản xuất xi măng là người ta nhập từ bên Đức về giá 15 triệu đô, và khi nó vận hành được khoảng 2 năm rưỡi thì dây chuyền nó bị tắt, và các kỹ sư Việt Nam không biết làm sao để sửa, bởi vì họ chỉ vận hành chứ họ không có nghiên cứu thiết kế nên họ không sửa chữa được. Lúc đó ban giám đốc phải mời từ bên Úc sang một anh chàng kỹ sư 27 tuổi
Anh ấy bay từ bên đó sang đây vì anh ấy là rất là nổi tiếng trong vực là chuyên sửa chữa các dây chuyền sản xuất xi măng. Anh ấy đã cầm một cây búa đi dọc theo dây chuyền đó, dọc theo dây chuyền đó, dọc theo dây chuyền, dọc theo dây chuyền, dừng lại chỗ này, dương búa lên, nghĩ ngẫm ngẫm rồi gõ bỏ hai ba cốc, máy vận hành trở lại được trả 25.000 đô cho một cú gõ. Vậy đó chính là cú gõ của trí tuệ, của chuyên môn sâu. Vì sao? Vì ngay từ đầu tiên anh ấy đã bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực đó. Anh ấy là một chuyên gia trẻ, vì ngay từ khi mà anh ấy đi học đại học, anh ấy đã bắt đầu đọc các sách về dây chuyền sản xuất xi măng. Anh ấy tham dự các hội thảo về dây chuyền sản xuất xi măng, làm các đề tài nghiên cứu về dây chuyền sản xuất xi măng. Anh ấy là nghiên cứu các bản vẽ về dây chuyền sản xuất xi măng, anh ấy làm thực tế về dây chuyền sản xuất xi măng, anh ấy thực tập về dây chuyền sản xuất xi măng và đó tốt nghiệp về dây chuyền sản xuất xi măng. Và anh ấy tốt nghiệp trên trường cũng làm trong lĩnh vực dây chuyền sản xuất xi măng, nên anh ấy học sâu vào trong lĩnh vực chuyên môn bất kỳ một thứ nào khác, trong khi cái chuyên ngành nền đó chính là cơ khí chế tạo máy. Vậy ngoài cái chuyên ngành nền đó ra, đó là cái ngành thôi, còn cái ngách bên trong thì cần phải đào sâu trong cái ngách đó để có thể bứt phá càng sâu càng tốt. Ví dụ em học về quản trị kinh doanh, em ra trường sẽ làm cái gì? Nếu em muốn làm trong lĩnh vực sale, em phải học rất sâu về sale, những kỹ năng của sale. Muốn làm quản trị nhân sự, em phải học rất sâu về nhân sự. Em muốn làm về brand manager thì như vậy em phải học rất sâu về thương hiệu, về brand. Em muốn làm về marketing manager thì như vậy em phải học rất sâu về marketing. Hoặc như vậy em muốn nghiên cứu thị trường, phải học rất sâu về kỹ năng nghiên cứu thị trường. Bởi vì chuyên ngành quản trị kinh doanh của em nó rất rộng, nó chỉ là cái ngành thôi. Nhưng cái nghề của em đó là một cái ngách chuyên môn nào đó, em phải tập trung mũi nhọn về chuyên môn, cứ bứt phá ngay từ năm nhất, học sâu được nhất, tập tất cả các sách có liên quan về nó nhiều hơn bất kỳ đứa nào khác trong lớp, dùng tất cả các hội thảo có liên quan đến nó nhiều hơn bất kỳ đứa nào khác trong lớp, và chúng ta làm đề tài về nó, sinh viên nghiên cứu học về nó, đi thực tập thực tế về nó, khóa luận đồ án tốt nghiệp cũng về nó hơn bất kỳ đứa nào khác trong lớp. Và không chỉ trong lớp nữa mà chúng ta còn học cả thêm những khóa đào tạo ngắn hạn hoặc là những khóa đào tạo nước ngoài quốc tế, đọc các sách cho nhau. Cho nên đó là cách em có thể học sâu mỗi nhóm chuyên môn, để ít ra trình độ của mình cũng phải ít nhất là ngang tầm nhân lực với các bạn khác ở các nước lân cận xung quanh. Thế vậy đó là chính là cách em đi theo hướng bằng chuyên môn. Hay như chúng ta có hai hướng ngay, nhà khởi nghiệp là một, và thứ hai là chúng ta đi theo hướng là nhà chuyên môn. Rồi. Và đây chính là những điều rất là căn bản để chúng ta có thể nắm bắt về mặt thị trường, nắm bắt về mặt công nghệ cũng như cạnh tranh về mặt nhân lực. Và về mặt nhân lực thì không chỉ có chuyên môn sâu đỉnh mà bạn còn phải có kỹ năng lồ nữa và thái độ phải làm việc rất tích cực các bạn nha. Tóm lại xin tặng các bạn một cái câu chuyện như sau. Có hai anh chàng kia, hai anh ấy được giao cái nhiệm vụ là làm sao chạy vào trong rừng đốn nhiều cây hơn, thì anh đó sẽ được cất nhắc lên làm quản gia lương tăng gấp đôi. Thế là sáng sớm hôm đó ông chủ giao cho anh một cây rìu, anh đầu tiên chạy trong rừng và chăm 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 100 nhát đổ một cái cây, 100 nhát là đổ một cái cây. Chỉ có điều quay qua lại không thấy anh thứ hai kia đâu, chăm 15 nhát, chăm 10 phút sau cũng không thấy anh thứ hai kia đâu, chăm 14 phút sau không thấy anh thứ hai kia đâu, chăm 15 phút sau cũng không thấy anh thứ hai kia đâu, chăm đến phút thứ 15 mới thấy anh thứ hai lững thững cầm cây rìu đi ra. Và đối với bạn, anh thứ hai đi ra làm gì? Anh dương rìu chặt 1 2 3 bước 30 nhát là đổ một cái cây, cứ 30 nhát là đổ một cái cây. Vậy anh đầu tiên sợ quá, chặt sấp mặt luôn, chặt phồng rợp cái bàn tay, chặt tóe máu bàn tay, chặt sờ mờ lờ luôn. Sau khi chặt xong vẫn thua anh chàng thứ hai kia. Đến buổi chiều 6 giờ tối ông chủ ra đến, anh đầu tiên chặt được hơn 100 cây, anh thứ hai chặt được hơn 300 cây. Vậy tại sao anh thứ hai lại chặt được nhiều hơn? Vì 15 phút đợi anh đi mà rìu lại bén hơn. Vậy các em nếu như mà đi ra quốc tế, như đi trong cái khu rừng, mình và nhân lực của nước bạn, chúng ta cầm rìu, chúng ta cùng chặt. Rìu đứa nào bén hơn, đứa đó sẽ thắng và làm sếp. Vậy hiện tại rìu của các em đang bén hay chưa? Và chúng ta đang bén ở mức độ nào? Rìu chúng ta đã mài bén hay chưa? Chúng ta không thể nào mài và đời sống trở đêm, tay trong tay chuyển bên nhà mẹ cô dâu các tuổi cười tắng sở nhắc lai đột kích hoặc là liên quân. Chúng ta không thể nào mài bằng cái đó, mà các bạn phải mài bằng tiếng Anh, mài bằng những sách nước ngoài, mài bằng những khóa đào tạo trên Coursera, mài bằng cách chúng ta đọc các tài liệu chuyên ngành chuyên sâu, mài bằng cách thực tập thực tế, và chúng ta phải mài liên tục từ 4 năm khi ra trường. Rìu các bạn phải thật bén, lúc đó bạn chặt thì cây nó mới đổ, chúng ta mới có thể cạnh tranh được các bạn nha. Và hy vọng rằng các bạn sẽ có một cái rìu thật bén, chặt đâu là đổ đó. Chúc các bạn sẽ trở thành những sinh viên xuất sắc và là sinh viên chuyên nghiệp trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Một lần nữa chúng ta dùng một tràng hóa tay thật to cho người thân chính phủ, sự yêu hành các thứ đó không ạ? À?
sinh viên thân mến, từ đầu chương trình đến giờ thì ngoài tủ sách nền tảng đổi đời của Trung Nguyên thì chúng tôi còn muốn giới thiệu với các bạn trẻ những bộ phim hay về những nhân vật ảnh hưởng thành công trên thế giới, từ đó giúp các bạn sẽ có thể soi chiếu, tham khảo và ứng dụng cho mình. Chủ đề của chúng ta hôm nay nói về tinh thần khát vọng lớn, và cuốn sách đi cùng có tựa đề Nghĩ giàu làm giàu sẽ bổ sung thêm những kiến thức liên quan. Ban tổ chức xin giới thiệu tới các bạn một bộ phim mang tên The Man Who Built America, những người làm nên nước Mỹ. Mời các bạn cùng quý vị khách mời chúng ta cùng hướng mắt lên phía màn hình để chúng ta cùng xem một đoạn clip sau đây. Xin chào kính mời. Just 5 days after the end of the Civil War, President Abraham Lincoln is the final of the 600,000 deaths in America's bloodiest conflict. The country is divided, and the world looks at American democracy as a failed experiment. But what most don't realize is that a new era has dawned. The nation is entering an age of advancement. And from the void left by the death of perhaps the greatest statesman we will ever know, a new breed of leader will emerge. Men of insight, innovation, and ingenuity, the likes of which the world has never seen. And over the next 5 decades, this small group will change history, propelling the United States of America Hiếu, nhà báo Trọng Phước và Á Hậu Lệ Hằng, chúng ta cùng bước lên sân khấu để đến với buổi giao lưu ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Chị đang có một hành trình rất là bận rộn với lại chương trình thực tế Tôi Là Hoa Hậu Hoàng Vũ năm 2017, đúng không ạ? Vâng, và các bạn sinh viên ở đây rất là thắc mắc rằng là trong cái quá trình chị tham gia cái chương trình Tôi Là Hoa Hậu Hoàng Vũ 2017 thì không biết là chị đã học hỏi được gì và chị đã làm như thế nào để có thể hòa nhập được với lại môi trường quốc tế, môi trường làm việc chuyên nghiệp, để từ đó mà mình có thể truyền được cảm hứng cho các bạn sinh viên và các bạn nào đang nung nấu để trở thành những người thành công ạ. Xin mời chị.
Đầu tiên, chắc có lẽ cho Hàn xin gửi lời chào đến tất cả các bạn sinh viên. Nhắc lại câu vừa hỏi với Hải Quang MC là hỏi là trong cái hội trường này, trong cái văn phòng ngày hôm nay là ai là người đẹp nhất? Tôi cứ nghĩ là Liên Liên là các bạn nói em hiếu. Ok, quay lại câu hỏi của bạn MC ạ. Thật sự là kể về thành công có dễ hơn là kể về thất bại. Nhưng mà hôm nay mình sẽ mạnh dạn kể về những cái thất bại của Hằng. Để làm sao đến cái đấu trường quốc tế mà Hằng lại vững cái tinh thần như thế. Mình hiểu rất có nhiều, rất là nhiều chuyện xảy ra. Năm 2012, Hằng có là một tham gia một cuộc thi hậu bằng Hoa hậu Việt Nam. Lúc đó Hằng dừng ở top 40 thôi. Và trước đó là Hằng đã tham gia một cuộc thi nữa tại thành phố chính thôi, Hằng sinh ra là thành phố Đà Nẵng, cũng dừng lại ở top 20. Thế mình cứ muốn là mình sẽ là đại diện Việt Nam, không về sắc đẹp, cũng về trí tuệ, cũng về tài năng. Và cứ nuôi dưỡng ước mơ từ cái lúc mà Hằng 18 tuổi rồi. Vì thế mà Hằng nói là cái ước mơ của những bạn sinh viên rất là quan trọng đến từ hiện tại. Rồi bắt đầu xin bố mẹ vào trong Sài Gòn. Lúc đó thì gia đình đã định cư ở nước ngoài. Rồi bố mẹ một thai là phải bắt con gái phải đi theo gia đình, phải du học ở nước ngoài, phải lập nghiệp ở nước ngoài. Mà trong khi Việt Nam mình có rất là nhiều cái công việc cũng như là có rất là nhiều cơ hội cho cái lứa tuổi của Hằng. Và cái ước mơ lớn của Hằng là Hằng phải đấu tranh cũng như là đại diện cho Việt Nam đến một cái cuộc thi sắc đẹp nào đó. Gọi là nó quá là tham vọng một chút xíu. Rồi bắt đầu vào trong Sài Gòn, rồi lại đi thêm một cuộc thi nữa, đó là Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, lại thất bại nữa. Cái Hằng cứ nghĩ suy nghĩ lại và về nhà nằm. Hằng nhớ cái đêm mà chung kết xong về nhà nằm khóc ướt nguyên một cái gối như vậy, tại vì buồn. Thứ hai nữa là làm cho gia đình thất vọng. Thứ ba nữa là mình nghĩ là mình cố gắng tới lúc đó rồi mà còn không có đạt được một cái thành quả nào trong tay, nó hụt hẫng vô cùng, khóc rất là nhiều mà không dám kể cái cảm xúc đó cho gia đình. Cái đó là một cái điều gọi là rất là tồi tệ. Và Hằng cũng nghĩ trong đầu, ủa Hằng, mình có phải là khóc không, mà gọi là ngu không ấy, không thi hoài không có được. Tại vì lý do vì sao? Chính mình chưa có chuẩn bị đầy đủ kỹ năng, chưa có chuẩn bị đầy đủ những cái tri thức, chưa có chuẩn bị đầy đủ để sao để đấu với tất cả các bạn thí sinh mà trong cuộc thi đó mình hoàn toàn thua kém các bạn. Cái điều đó là cái điều hiển nhiên, bạn không chu đáo trong cái kiến thức, bạn không có gia dồn cái nội dung bên trong, bạn không có cố gắng để mà hoàn thiện tốt những cái khả năng của mình trong khi ước mơ mình có. Không có nhiều chuyện để mà mình bước vào một cánh cửa này, lại tự đóng cửa lại, rồi tự mở cửa lại, rồi tự đóng cửa lại, rồi tự mở cửa lại, rồi tự đóng cửa lại. Phải tự mình thất bại, tự mình có trải nghiệm, tự mình mới rút ra được kinh nghiệm. Vì thế mà Hằng luôn nói với các bạn sinh viên là tại sao khi ngồi trong ghế nhà trường, tại sao không có dành thời gian mà đi làm, đi xin việc làm thêm 3 tiếng, 6 tiếng. Hằng là một người rất là kỷ luật. Từ những cái thất bại đó, Hằng tự trao cho mình một cái kỷ luật rất là rõ ràng. Dù ngủ muộn hay ngủ trễ, đúng 6 giờ 10 là Hằng dậy. Và một cái lịch trình như sáng nay, Hằng có mới vừa nhận mail của một cộng tác viên tên Trung Nguyên, thì vừa mới đi quay chương trình Hoa, Tôi là Hoa Hoàng Vũ, về lúc 2 giờ khuya và bật email lên ngồi đọc tới 4 giờ khuya, mà đúng 6 giờ 10 Hằng cũng phải dậy. Tại vì sao? Cái lịch của Hằng này là 6 giờ 10 bắt đầu tập yoga cho đến 7 giờ 30, 7 giờ 30 bắt đầu tập gym cho đến 8 giờ 30, và 8 giờ 30 bắt đầu đọc sách cho đến 10 giờ 30, rồi bắt đầu đi make up, đi chuẩn bị quần áo để mà gặp các bạn một cách chỉnh chu nhất. Và Hằng nghĩ là một người kỷ luật, một người chỉnh chu
thì sẽ giành được thành công nhiều hơn. Và quay lại cái câu hỏi mà tại sao Hằng giữ vững cái tinh thần, cái lúc mà Hằng đi thi, Hằng đại diện cho Việt Nam đến với vòng loại của thế giới năm 2016, Hằng quên bản thân là Hằng không nghĩ là Hằng là một cái người nào đó trên diện trên cái xã hội này, mà Hằng chỉ nghĩ là trên tinh thần đi thi cho vì Việt Nam và vì toàn bộ các fan hâm mộ tại người Việt Nam khi mà theo dõi vòng loại của thế giới. Hằng quên mất mình và nghĩ như một ngày ngủ 2 tiếng thì làm sao có đủ sức khỏe, bởi chỉ chiến đấu bằng cái tinh thần thôi. 20 ngày liên tiếp Hằng từ một người 58kg và sụt xuống còn 48kg thì sức đâu để bạn đấu tranh. Mình nghĩ là mình, người ta thí sinh cầm xô mình thôi là mình đổ ngã rồi. Thôi thì mà vác được cái bộ đồ 18kg lên sân khấu mà rất là nặng. Chỉ có một cái tinh thần duy nhất là đấu tranh cho Việt Nam, nghĩ về Việt Nam và nghĩ về tất cả những người hâm mộ của người Việt Nam khi mà xem đại diện Việt Nam tại thế giới. Cái đó là một cái điều mà Hằng nghĩ là Hằng cảm thấy tự hào nhất, cảm thấy thành công nhất, cảm thấy mãn nguyện nhất trong những 5 năm theo đuổi vì sắc đẹp, vì duyên đệ cũng như là vì những người Việt Nam đang theo dõi đại diện Việt Nam đến với đấu trường thế giới. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã rất sức khỏe tuyệt vời đến từ xã hội Việt Nam. Và theo như chị nói thì điều quan trọng nhất là chúng ta có thể vượt qua được thất bại là chúng ta phải có tinh thần, rồi chúng tinh thần trách nhiệm, tinh thần sáng tạo cũng như là tinh thần phải có kỷ luật, đúng không ạ? Và chính vì chị Hằng có được cái tinh thần như vậy mới có Á Hồng Lệ Hằng của chúng ta ngày hôm nay. Một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, và tiếp theo xin được hỏi đến nhà báo Trọng Phước ạ. Trọng Phước, hiện tại anh Trọng Phước đang là thư ký của tòa soạn báo Thanh Niên, đồng thời cũng là thạc sĩ quản lý giáo dục. Như vậy với kinh nghiệm của mình là một người trong ngành báo chí về hoạt động chính về mạng giáo dục, thì anh không biết rằng anh có ý kiến gì về hiện nay là chúng ta đang toàn cầu hóa. Như vậy việc toàn cầu hóa có ảnh hưởng gì đến lối sống hay những văn hóa của các bạn trẻ hiện nay hay không? Và rằng là để trong cái thời đại công nghiệp 4.0 toàn cầu hóa hiện nay, các bạn trẻ cần phải chuẩn bị những gì ạ? Xin mời. Tôi có lẽ là câu hỏi của bạn rất là lớn, nhưng mà tôi nói với ý đầu tiên nhất mà tôi nói đó là trước khi mà tôi trả lời câu hỏi thì tôi muốn chia sẻ cái tâm thế của mình với các bạn. Ở đây thì tôi nghĩ là ban tổ chức rất là tinh tế, chọn được một người đại diện cho giới tinh hoa và học thuật là tiến sĩ Khắc Hiếu, một người đại diện cho giới tinh hoa về trí tuệ nhan sắc và sự ngưỡng mộ của công chúng là Á Hậu Lệ Hằng. Tôi thì đại diện cho những người rất bình dân, không đẹp, cũng không có học giỏi, cũng không làm trong trường đại học. Và tôi nghĩ rằng tôi giống nhiều với các bạn ở chỗ là chúng ta là những người rất bình thường, rất khó để có thể vươn đến một cái đỉnh cao, đặc biệt là nhan sắc như là hai người ngồi đây. Chúng ta chọn là một cái người rất là bình thường. Thế thì nói vui vậy để quay trở lại với câu hỏi của các bạn. Bạn hỏi rằng là bây giờ cái tác động toàn cầu đó tác động gì đến sinh viên ấy? Thì tôi thấy một cái này nó tác động rất là nhiều mà tôi mới đọc ngay tối hôm qua. Đó là cái nghiên cứu báo cáo về thị trường lao động của một cái tổ chức nước ngoài họ mới làm, họ công bố ngày hôm qua. Thì trong đó có một cái câu hỏi mà tôi đọc tôi vừa mắc cười nhưng mà cũng vừa thấy là một thực tế. Đó là người ta hỏi người trẻ Việt Nam á, thì có khoảng 60 mấy, gần 70%, tôi không nhớ không chính xác nhưng con số đó là phải hơn 65%, là có 65% những người đang đi làm trả lời cái khảo sát đó rằng tôi sẵn sàng muốn trong 3 tháng tới, 6 tháng tới tôi đổi việc, đến hơn 65%. Và người ta hỏi tiếp đổi việc để làm gì, có những người người ta không trả lời cái câu đổi việc nha, nhưng mà người ta hỏi là cái kế hoạch sắp tới của bạn để làm gì. Câu hỏi tiếp theo thì có 70% những người trẻ ở Việt Nam mới cách đây mấy tháng trả lời rằng tôi muốn đổi việc hay công việc mà tôi muốn sắp tới đó là tôi khởi nghiệp. Vậy thì ở đây có hai câu chuyện. Cái toàn cầu hóa nó tác động đến mọi người và cái khuynh hướng nó tác động mọi người trẻ bây giờ là ai cũng muốn bắt đầu mình làm một cái gì đó cho riêng mình. Và cái thứ hai là nếu không làm cái gì đó cho riêng mình
thì người ta rất dễ không hài lòng với tất cả những cái thứ mà ngày xưa người ta sẽ dễ dàng chịu đựng, dễ dàng hài lòng với công việc, nhưng mà bây giờ không được là bỏ. Vậy thì ở đây mình nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cái tác động của khởi nghiệp nó có mặt tốt, nhưng nó có cái mặt chưa tốt, đó là làm cho nhiều người trẻ bị ảo tưởng sức mạnh. Tức là tưởng rằng mình tới đây là mình đã đi làm được rồi, mình đã làm chủ được rồi. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có cái quá trình như lúc nãy tiến sĩ Hiếu có nói, chúng ta phải chuẩn bị nội lực. Nhiều người chưa chuẩn bị nội lực mà đã bắt đầu muốn cái khởi nghiệp, thì tôi nghĩ cái bước đầu tiên phải là chuẩn bị nội lực. Cái thứ hai, nói lại thêm cái nữa, đó là cái thế hệ của các bạn bây giờ với những người không còn cao hơn đâu so với thế hệ của tôi, có nghĩa là hơn các bạn khoảng độ gần 20 tuổi thôi, thì khác nhau đặc điểm cơ bản đó là bây giờ các bạn đi làm, các bạn đòi hỏi ở công ty, ở người chủ của mình, ở tổ chức của mình nhiều hơn là cái thế hệ trước. Cho nên nó cũng có một cái, đó là cái gì không phải việc của mình là mình không làm. Tôi chỉ đến đây tuyển tôi làm đúng cái việc này, còn anh giao tôi làm cái việc khác tôi không làm. Thì cái đó nó cũng làm cho chúng ta mất đi nhiều cơ hội. Tôi muốn nói một thêm một cái ý nữa thôi, mà để cho các bạn cảm thấy rằng là chúng ta chia sẻ, chúng ta là những người bình thường. Chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ, chúng ta thường được nói rằng là mình phải cố gắng mình học giỏi, mình phải cố gắng mình học ngoại ngữ cho giỏi. Tôi không phản bác tất cả những điều đó, nhưng mà tôi thì có quan điểm ngược lại một chút, đó là nếu mà các bạn không giỏi được những cái thứ mà cả xã hội này nó đang đốc thúc các bạn phải giỏi, thì các bạn phải tìm ra được cái mà mình giỏi nhất. Cá biệt như tiến sĩ Hiếu lúc nãy nói, thị trường ngắt, mình tìm cái thị trường ngắt để mình giỏi, chứ mình không nhất thiết mình phải giỏi những cái thứ mà cả xã hội đang đẩy mọi người kêu giỏi. Tôi kể hai chuyện rồi tôi kết thúc. Chuyện thứ nhất có liên quan đến Trung Nguyên. Cái này tôi học được từ Trung Nguyên cách đây 10 năm. Tôi đi dự một cái hội thảo của Trung Nguyên bảo trợ nước Việt Nam ta, nhỏ hay không nhỏ, đại khái trong cuộc hội thảo có rất nhiều nhà học Phật, thì có anh Trương Gia Bình, tổng giám đốc FPT lúc đó, anh Trương Gia Bình có kể cái câu chuyện, anh nói rằng là anh hỏi chứ nếu mà Việt Nam mình sản xuất được máy bay ấy, theo các anh chị có sản xuất được máy bay không? Tất cả các diễn giả trong hội trường đều nói là không. Anh Trương Gia Bình là nói có, giống như 10 năm trước thì không ai có thể lấy câu chuyện bây giờ Vingroup chuẩn bị làm xe hơi Việt Nam, nhưng mà 10 năm trước thì người ta nói là Việt Nam không làm được máy bay, anh ấy làm được. Tại sao? Bởi vì thiết kế máy bay á, mình qua Đức mình thuê, giống như bây giờ mình làm xe hơi á, mình cũng thuê của Đức, của Ý, mua động cơ mình qua Rolls-Royce mình mua, thiết kế nội thất mình qua Ý mình thiết kế, tới cái ghế da mình cũng Louis Vuitton, có tiền mình làm được hết. Và sau đó mình mang hết tất cả gì mình ráp lại và mình đặt tên đó là cái máy bay thương hiệu Việt. Ví dụ như là Vietfly chẳng hạn, ảnh nói câu chuyện là mình làm được, mình sẽ tốn nhiều tiền nhưng mình làm được. Nhưng cuối cùng mình có cái máy bay Việt Nam rồi á, mình có bán vé được hay không, có ai dám leo lên trên đồi để đi hay không, thì trả lời là không ai dám đi á. Nhưng mà trên chiếc Boeing và chiếc Airbus hiện nay mà chúng ta đang đi á, trên đó nó có khoảng từ 8 cho đến 18% các sản phẩm thiết bị trên đó được sản xuất tại các nhà máy ở Việt Nam. Vậy thì anh nói người Việt mình không có giỏi để mà làm được một cái sản phẩm tổng thể công nghệ cao chiếc máy bay, nhưng mà mình làm các bộ phận thì giỏi, vậy thì mình tập trung cho các bộ phận. Anh kết luận câu chuyện đó ở chúng tôi, người trẻ bây giờ đừng có cố gắng giỏi mọi thứ theo hình mẫu xã hội, mà mình giỏi cái gì mình tự tìm được ra được cái điều mình giỏi thì mình cố gắng mình đẩy mạnh, mình phát huy cái đó. Còn cái gì mà nó không phải là cái thứ giỏi của mình á, đừng có cố dồn vô nó cũng giỏi hơn, mà chỉ nâng nó lên bằng cái mặt bằng trung bình của người khác thôi. Ở đây nó có cái mấu chốt của tất cả chúng ta là câu chuyện ngoại ngữ. Đúng không ạ? Tôi cũng giỏi ngoại ngữ gì hơn nhiều bạn đây đâu. Nhưng mà cái này thì tôi mới suy nghĩ, tôi suy nghĩ từ câu chuyện đó. Rồi bây giờ tôi mới suy nghĩ vào câu chuyện này ngày hôm nay. Cách đây 5 tiếng đồng hồ trước, tối qua tôi đọc trên bản tin của nước ngoài. Nhưng mà lúc nãy tôi check lại cái giá thì tôi thấy là báo Việt Nam bắt đầu dịch và đăng mới cách đây 5 tiếng đồng hồ trước đây các bạn. Google đã bắt đầu bán tại thị trường Mỹ một cái tai nghe Bluetooth và dịch tự động 40 thứ tiếng. Có nghĩa là tôi nói tiếng Anh nó có thể dịch sang tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên là nó dịch không phải lưu loát nhẹ nhàng nghệ thuật như tất cả chúng ta nói với nhau bằng trình độ đến tiếng Anh. Nhưng có nghĩa sẽ đến một ngày tất cả chúng
chúng ta đi ra đường giao dịch, chúng ta cũng sẽ đeo một cái tai nghe và chúng ta nghe nói. Còn cái người học ngoại ngữ sẽ làm nhiệm vụ làm sao để phiên dịch, nâng cao chất lượng cái chuyện đó. Tại sao lúc nãy tiến sĩ Hiếu hỏi, có ai đã từng vô lớp mà ngồi coi phim bộ học công mà không học không? Tôi không giơ tay, không phải là tôi bất cỡ. Vì cái thời của tôi điện thoại không có coi phim được. Trời, tôi khỏe quá, anh hỏi tôi đâu có giơ tay. Anh Hiếu hỏi, thời đó có ai chơi võ lâm truyền kỳ không? Không có, hồi đó chơi game sắp cặp không à. Tôi chơi cái điện thoại kia. Cái thời tôi học đại học, không ai nghĩ rằng sẽ đến một ngày chúng ta đọc báo trên này. Không ai nghĩ. Và tôi muốn các bạn về, các bạn sợ trên Google, các bạn đọc một cái bài báo rất là hay trên VNF, đó là tương lai bất định. Có nghĩa là tất cả những điều chúng ta đang học, chúng ta đang làm ngày hôm nay, có thể ngày mai có thay đổi. Nhưng cái không bao giờ có thể thay đổi được, đó là cái giá trị của mình, cái ý thức nhập cuộc của mình, cái thay đổi của mình, thích ứng với điều kiện. Tôi chưa từng nghĩ, thưa các bạn, năm tôi học năm thứ 2, thứ 3 đại học ở Linh Trung, Thủ Đức, tôi cũng học ở trên này. Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mà mình có thể ngồi mà mình nhắn tin được cho mọi người bằng cái điện thoại này của mình. Tôi chưa từng nghĩ. Vì hồi đó tất cả chúng tôi xài máy nhắn tin, phone linh. Muốn nhắn tin, câu chuyện này rất xa lạ với các bạn. Muốn nhắn tin đó, mình đang ngồi trong lớp, muốn nhắn tin cho bạn á, để chạy ra cái cột điện thoại kiếm trường á, mình rút cái thẻ vô, mình bấm số 135, tổng đài, có cô bắt tôi nghe, alo, nhắn số máy, mình lấy 19820, đọc nội dung đi, anh ơi nhớ đón em, ai nhắn, mình lấy Phước, bỏ bấm, máy được kia, tiếp. Cái chuyện đó mới xảy ra một cái chuyện có thật. Tôi nói hơi dài, tôi kể xong rồi, rồi thôi. Hồi lúc mà anh kêu Lê Công Tuấn Anh mà mất á, diễn viên điện ảnh Lê Công Tuấn Anh mất, thời đó cũng chưa có điện thoại di động, cho nên cắm nhà báo, mọi thứ đều liên lạc qua phone linh. Thì cái người biết đầu tiên ấy, là anh Đỗ Trung Quân, nhà thơ. Anh biết cho nên anh mới đến, anh gọi, nhắn tin cho tất cả các nhà báo khác có xài phone linh biết cái tin là Lê Công Tuấn Anh chết. Xin lỗi các anh chị, nó chỉ có 12 chữ thôi. Mà nhắn quá 12 chữ là tin tính tiền 2 lần. Được ạ, cho nên mình nhắn, mình phải nhắn gọn. Anh Đỗ Trung Quân thì anh rất là thẳng thốt với cái tin đó, cho nên bấm tổng đài 135, anh nhắn cho các số máy sau đây. Anh đọc nội dung là Lê Công Tuấn Anh tự tử chết chấm Uống Ký Ninh. Câu là Lê Công Tuấn Anh Uống Ký Ninh tự tử chết. Ký Ninh tức là thuốc trị sốt rét. Anh đọc cho cái cô tổng đài viên rõ. Cô này nghe một cái hot meal tay thì đỏ nhưng mà miệng thì nói với mấy người khác, ê tụi bay ơi chết cha đây con Tuấn Anh chết, tụi bay ơi, tụi bay. Cho nên cổ đánh trên cái tin nhắn cho các nhà báo khác là Lê Công Tuấn Anh nuốt tin tự tử chết. Tất cả các báo bắt đầu phải họp trao đổi tại sao lại có câu chuyện đó, tại sao lại là nuốt tin mà không phải là làm cái chuyện khác. Tất cả lần cuối cùng lại khi kiểm tra là của Kỳ Đình. Thì cái mười mấy năm về trước chứ bây giờ hai cái môi trường nó khác nhau, tương lai nó sẽ bất định. Nhưng quan trọng, nếu chúng ta có một tinh thần như nãy giờ các vị diễn giả đã nói, nếu chúng ta có tinh thần thì chúng ta sẽ làm được. Được ạ? Dạ. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Trọng Phước. Và qua những chia sẻ của nhà báo Trọng Phước, chúng ta có thể thấy rằng là bản thân chúng ta phải có một cái khát vọng lớn. Cũng như nhà báo Trọng Phước có chia sẻ là 10 năm trước thì không biết là Việt Nam có thể sản xuất được ô tô hay không. Hoặc là 10 năm trước, lúc mà thời của nhà báo Trọng Phước thì nhắn tin còn qua là những cái phone link. Thì hiện giờ chúng ta là có những phương tiện rất là hiện đại, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta còn có biết là xác định cái năng lực lõi của mình ở đâu, từ đó thì chúng ta có thể phát triển được hơn, đúng không ạ? Tôi xin cảm ơn nhà báo Trọng Phước. Và tiếp theo chúng ta sẽ thông tiếp đến tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Được biết rằng là tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu có chia sẻ rất nhiều các bài viết liên quan đến cái chủ đề là làm sao để sinh viên có được một cái thời sinh viên thật là tuyệt vời để mà không có bị áp lực bởi việc học hành. Như vậy thì làm như thế nào mà sinh viên vừa có thể học mà vừa có thể chơi và có thể quản lý được cái thời gian của mình một cách hiệu quả để mà có thể đạt được những cái chất lượng tốt nhất. Thì chắc ta xin mời tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc sẽ chia sẻ thêm với các bạn sinh viên ạ. Thật sự thì trước khi chia sẻ thì tôi nhìn vào đây thấy tôi có sự bị kỳ thị là bên kia anh Phước có một cái khăn rằng rất là đẹp, bên đây bạn hàng có khăn rằng của mình để đưa, tuy nhiên là cái khăn mình đâu rồi.
có cái khăn trên, xin cái khăn không đen hoàng để giống các vị khách mời còn lại, cũng thấy mình đã lâu lắm. Dạ, cảm ơn anh đã tả. Đang có nhắc đến chuyện là có dạy các cái trường học đó về làm sao để có quản lý sinh viên tuyệt vời, làm sao để có thể thoải mái không áp lực, thì xin đến chút xíu là có dạy về làm sao để có một khoảng thời gian thật là tuyệt vời của 4 năm đại học. Nhưng anh khuyên các bạn phải đâm đầu áp lực chứ không phải là tránh áp lực. Và đâm đầu vô lực để làm gì? Bởi vì kim cương nó chỉ ra được khi mà nó hình thành cái áp suất cực lớn thôi. Nên anh khuyên các bạn là 4 năm đại học đừng đi tìm kiếm những cái thảnh thơi mà phải đâm đầu có áp lực. Và khi hướng dẫn cái chủ đề là làm sao để bứt phá để có khoảng thời sinh viên tuyệt vời, thì hướng dẫn các bạn 4 cách để các bạn thay giỏi hơn. Và các bạn hãy chọn một trong 4 cách này để các bạn bứt phá hơn người ta một chút, đôi khi một chút thôi cũng tạo ra sự khác biệt rất là lớn, một chút thôi. Đó là gì? Thứ nhất là bạn thay giỏi từ bên ngoài nạp vô. Giống như cái câu chuyện là nghe bạn Thanh Anh cũng vậy, ngày xưa rất là thích chuyên ngành về kỹ năng mềm, nên ngay từ năm thứ nhất anh đã đọc tất cả những sách về kỹ năng mềm nhiều hơn bất kỳ một bạn nào khác trong lớp, làm sinh viên nghiên cứu học có về kỹ năng mềm, anh đi thực tế về kỹ năng mềm, đặt bảo trợ công việc kỹ năng mềm, anh đi làm sinh anh làm có được tốt nghiệp của về kỹ năng mềm, anh đi học thạc sĩ kỹ năng mềm, anh học tiến sĩ về kỹ năng mềm, nên anh đã nạp nó vào đầu nhiều hơn bất kỳ một đứa nào khác trong lớp. Đó là cách thứ nhất để em giỏi. Vậy em còn xác định cái thị trường ngách như lại anh Phước hướng dẫn để em học sâu vô trong thị trường ngách đó, em làm trùm trong lớp đó. Bạn có thể làm vua một nước nhỏ thành người làm lính của chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn có thể dội từ bên trong ra. Như mới nãy Đăng có nói là phải biết năng lực lỗi mình là gì á. Cái đó chính là bên trong ra. Năng lực lỗi là cái em mạnh hơn mấy cái khác. Và bên trong con người em có khoảng, thí dụ như khoảng 30 cái năng lực đi, thì trong đó sẽ có một cái năng lực là nó mạnh hơn các năng lực khác. Giống như 30 cái hạt giống thì sẽ có một cái hạt hoặc 2-3 hạt gì đó nó mạnh hơn cái hạt khác. Thì em sử dụng những cái hạt đó đi gieo thành cái nghề nghiệp của em, em sẽ bứt phá nó nhanh hơn, ra không kết quả lẹ hơn. Thay vì chúng ta chỉ sử dụng mấy cái hạt giống mà lép tép rồi chúng ta đi gieo, giống như Phước có nói là gì, cái gì mà mình dở rồi á, mình ráng mình học mà mình cũng không giỏi được á, thì cái đó chính là cái hạt lép của mình á. Thì cái lép đó mình chỉ vừa phải thôi, mình không quá tập trung trong đó cho nó, nên em phải tìm ra mấy cái hạt giống mạnh của em. Ví dụ như hạt giống mạnh của Lê Hằng là gì? Một là đẹp, đúng không? Đó là một hạt giống mạnh. Thứ hai là trí tuệ, cái kiến thức, là ba cái ưu tú cũng rất là tốt nè, tiếng Anh giỏi, vân vân. Có nhiều hạt giống nó cộng lại thì đại diện cho Việt Nam đi thi cuộc thi sắc đẹp, trí tuệ. À, ví dụ như anh Phước là giỏi về cái gì? Ví dụ như anh Phước là giỏi về ngôn ngữ, về báo chí, am hiểu về kiến thức xã hội, kỹ năng viết cũng tốt, cộng lại thì làm có được báo chí. Anh ví dụ như là có một số năng lực lỗi, có ba năng lực lỗi. Một là trí thông minh nội tâm, là ngay phía trước trang phải. Thì anh làm thì cái điều này ta làm mạnh nhất, cho nên là sẽ làm tốt trong công việc liên quan đến tâm lý, giáo viên, huấn luyện, nhân sự. Hai là rất là mạnh về điều chỉnh, tức là mạnh về hình và rất là mạnh về hình, cho nên là anh làm công tác tâm lý và bằng hình sẽ là tốt nhất. Đó chính là sản xuất các video clip, hoặc anh dạy cũng phải có PowerPoint, anh dạy cũng phải có video clip, anh dạy cũng phải có hình nên mới dạy được, và thậm chí mặc áo cũng phải có hình, mặc áo cũng có hình cũng mới chịu được ha. Bởi vậy cho nên là anh sẽ làm tốt công tác tâm lý, nhân sự, nhưng phải sử dụng chất lượng là hình. Và bên cạnh đó có mạnh cái thứ ba là tức là bên đây tức là khả năng quản trị, nó mạnh hàng thứ ba. Như vậy anh đang có mở một cái công ty chuyên về đào tạo truyền thông, và anh đang sử dụng ba hạt giống mà mình đặt ít. Và còn mấy cái hạt giống khác như diễn xuất, anh diễn không có giỏi, anh diễn rất là đơn, diễn mà không bao giờ dám câu đề lần hai. Ví dụ anh đã diễn một số cái video clip rồi, nhưng mà anh đóng phim 14 ngày đóng trí, anh không bao giờ dám câu lần hai vì nó đơ quá đơ. Hoặc là anh đã từng đóng với nhóm viên DC giá clip hài, nhưng mà coi là mình thấy mình không hài chút nào. Thì cái hạt giống đó là hạt giống lép, anh không sử dụng nó. Hoặc nấu ăn đó là lép, thiết kế thời trang là lép. Hoặc thậm chí những cái công việc ví dụ như là anh là bên lĩnh vực đã từng thử, ví dụ như là anh làm công tác trong cái việc mà hướng dẫn du lịch đó, anh cũng bị lép. Nghĩa là anh đã thử rất nhiều nghề khác nhau rồi và biết được rằng có ba hạt giống mạnh còn lại lép hết, thì anh phải sử dụng ba hạt giống là mạnh nhất thôi. Đó chính là em sử dụng năng lực lỗi từ bên trong ra. Đó là cách thứ hai để em giỏi. Cái thứ ba để em giỏi là gì? Là phải hút được nhiều chất hơn bạn khác khi mẹ đi học. Ví dụ như xin cho phép ra phía trước nha, xin cho khăn nó ba ba chút. Thì thường sinh viên thất bại sẽ học theo bốn bước gì nè bạn. Bước một là lên lớp học, bước hai về nhà ôn, bước 3 đi thi, bước 4 là
workshop. Đây là 4 bước một sinh viên thất bại. Không biết có giống các bạn không? Bước 1 là lên lớp học. Bước 2 về nhà ôn. Bước 3 đi thi. Và bước 4 là workshop. Bây giờ test thử xem nha. Em mới làm năm nhất là đã học tiếng Hoa đi đúng không? Hai em đang ngồi đây là thứ hai đâu? Ồ, cũng nhiều hai em. À, em đọc bài nhìn thầy xem là cái lực lượng chất còn sao? À, sự thay đổi về lực lượng sinh ra được bên chất. Khi lực đã đến một lực lượng thì là chất hoặc chất mới sự sinh ra. Wow, rất giỏi. Ok, tốt. Bạn thầy có thể là sinh viên xuất sắc đây. Thầy hỏi tiếp bạn thứ hai. Em vui lòng đọc lại cho thầy quy luật về tương phản. Tức là sẽ đấu tranh với các mặt đối lập đó. Vậy em phân biệt giúp thầy lượng giữa vật chất kiến thức khác nhau thế nào? Vật chất là những cái có. Nó phải là cái nha, đọc đúng nghĩa. Vậy em vui lòng cho đọc lại cho thầy một cái quy luật là quy luật cái chung và cái riêng. Xin giúp thực tập cơ sở hạ tầng. Vậy có thể là chúng ta đang bước số mấy vậy? Bước số 4, mình đang bước số 4. Em đọc lại cho thầy được ý Pythagore. Vậy chúng ta đang bước số mấy? Bước số 4. Cho nên học theo 4 bước đó chúng ta sẽ quên sạch và khi các bạn lên đường thì bóng chúng ta sẽ lên trong suốt. Nhất, một bạn sinh viên thành công sẽ học theo 4 bước như sau. Bạn đó ở phổ thông các bạn đi học là chúng ta có cái rễ giống như trường lục bình vậy đó. Và rễ nó rất ngắn vì kiến thức nó có sẵn trong lớp, trong sách giáo khoa, trong bài thầy cô giảng. Nên chỉ cần cái rễ lục bình thôi là có thể hút được các kiến thức đó là có thể đạt được 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm. Nhưng khi bước sang đại học thì em phải thích nghi, phải thay đổi và biến cái rễ chùm của mình thành ba cái rễ cộng. Vì khi bước sang học kiến thức không chỉ nằm trong sách giáo khoa trong lớp học mà nó còn nằm ở ba chỗ. Một là nó nằm trên lớp, hai là nó nằm trên thư viện, tức là các sách chuyên khảo và sách sẽ thông minh hơn ông thầy. Và ba là nó nằm ngoài thực tế ngoài kia, thì em cần có ba cái rễ cắm vào ba nơi. Bằng phương pháp như sau, bước một là xác định mục tiêu môn học, coi cái môn nó học để làm cái gì, xác định điểm đến trước khi đi. Bước 2 bắt đầu cắm cái rễ thứ nhất vào trong các sách, đọc tất cả các sách chuyên ngành tham khảo và chuyên khảo có liên quan, hút chất chuyên nghiệp từ sách trước. Là nó mới thực sự bước học và các bạn thấy sinh viên nước ngoài chủ yếu nó sống ở đâu? Sống trên thực tế. Bước thứ hai là lên lớp cắm rễ vào ông thầy và hút chất chuyên nghiệp từ ông thầy, hút cái kinh nghiệm thực tế của ông thầy, đặt các câu hỏi khai thác kiến thức của ông thầy. Đó chính là cái rễ cộng thứ hai. Và cái rễ cộng thứ ba là các bạn phải cắm vào trong thực tế, các bạn đi làm thêm hoặc các bạn phải đi thực hành thực tập thực tế hoặc thậm chí làm trợ lý không công cho một ai đó đang làm chuyên môn. Một bạn sinh viên kế toán đã xin làm trợ lý không công cho một chị kế toán trưởng và cái chị kế toán trưởng này giao bài cho bạn này nhập liệu, sau khi nhập liệu xong hướng dẫn bạn này em đây là phần mềm theo báo thuế trên mạng, dòng này nhập vô đây, dòng này nhập vô đây, dòng này nhập vô đây, rồi sẽ bấm cái hàm này, bấm cái nút này là khai báo thuế xong cái văn bản này. Bạn này xin làm trợ lý không công cho chị kế toán trưởng đó và chị kế toán trưởng hướng dẫn training cho bạn này làm. Và cái gì mà chị kế toán trưởng kêu bạn này làm, bạn này biết bên lớp hỏi thầy, sau đó bạn này xuống đây làm thì chị kế toán trưởng, chị kế toán trưởng thấy bạn này làm thì hiệu quả trợ cấp. Còn cái gì mà ông thầy giao mà bạn này biết làm, đem xuống hỏi chị kế toán trưởng, chị kế toán trưởng hướng dẫn xem đem về nộp trong thầy lấy điểm. Vậy bạn này có cái rễ thứ ba là cái rễ cắm vào trong thực tế, nên bạn này là sinh viên số 1 của lớp vì bạn ấy biết làm những thứ của một người thực tế đang làm. Chứ còn nếu các em chỉ dừng ở cái bước số 3 có thể là đọc trong sách học được thầy là chỉ mãi được một lý thuyết. Cho nên là đó là 4 bước cùng sinh viên thành công. Bước 1 là xác định cái gì? Một cái môn học. Bước thứ 2 là cắm cái rễ hút từ trong sách. Bước thứ 3 là cắm cái rễ hút từ ông thầy. Bước số 4 là cắm cái rễ ra ngoài thực tế thì bạn có 3 cái rễ cọc đó mà hút được nhiều chất hơn thì bạn sẽ giỏi hơn. Đó là cái thứ 3. Và cách thứ 4 cho bạn giỏi hơn là gì? Là bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn bạn khác. Ví dụ đi học giống như level đây. Bước thứ nhất, đứa nào đi học nhiều, đi học đầy đủ, đứa đó sẽ có những kiến thức đầy đủ rộng ràng hơn. Và đôi khi một môn nào đó bạn khuyết hoặc là một bài giảng quan trọng nào đó bạn khuyết có thể tạo sự cắt điểm rất lớn trong tương lai. Chẳng hạn như dùng mỗi 10 câu, bạn kêu trả lời được 10 câu, trả lời được 9 câu thì người đó bữa đang nghỉ. Như vậy, có đứa này nó về thêm mừng đứa về đập đầu như gối là do cắt điểm một chút thôi. Và đôi khi cái kiến thức nó quan trọng mà bạn bỏ thì bạn sẽ thấy để sai lầm sau này. Ví dụ như cái học kia và học kia bộ chạy xuống một cái ông thầy Lan đó. Thầy Lan ơi, bây giờ làm sao nếu cái thầy chửi, chửi, bỏ cái thầy bỏ cái gì bây giờ? Ông thầy Lan bỏ sát ra, bỏ ra, tôi coi coi.
là phúc không phục nhân sâm, nghĩa là đau bụng uống nhân sâm, à, nhân sâm lá tiểu chạy về đưa mọi người uống nhà tôi dọn à, về cho bà uống một gống nhân sâm, sau đó người uống xong bà chết. Ông đứng tức quá, tại sao chỉ tôi là phúc không phục nhân sâm, giờ bởi uống nhân sâm chết rồi kìa. Ông thầy đang nói này, tôi chưa đọc xong, còn hai chữ nữa anh chưa nghe kịp, phúc không phục nhân sâm tắc tử, nghĩa là đau bụng uống nhân sâm chết chắc. Tại anh nghe thiếu cho nên là anh đã làm sai. Trên khi đi học, một là em học đầy đủ. Thứ hai, em tham gia các hoạt động toàn hội, các phong trào của nhà trường, em rèn luyện về mặt kỹ năng. Thứ ba, em phải đọc các sách chuyên khảo, tham khảo, chứ không phải chỉ đọc sách buồn, sách buồn, biểu cũ, biểu mới, mặt sơn hành với thập độ hôn của sói. Đọc các sách chuyên khảo và tham khảo. Rồi bước số 5 mình phải làm gì? Em tham gia làm các dự án, thầy cô, làm các bài thuyết trình, làm bài tập nhóm, em rèn luyện về mặt kỹ năng quen. Em học các khóa kỹ năng trực tuyến nè, thậm chí phải đi chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh nè, nó phải gặp được lớp trưởng, lớp phó, bí thư chủ nhiệm câu lạc bộ nè, rồi phải tập tổ chức event nè, tham gia các cuộc thi nè, rồi sau đó đi làm thêm nè. Như vậy đứa nào nó leo càng nhiều thì đứa đó sẽ càng đứng lên trên cao, còn đứa nào nó chỉ đeo một hai bậc cầu thang thì nó sẽ ngồi dưới thấp. Cho nên là các thứ tư em nỗ lực nhiều hơn bạn khác thì bạn sẽ đứng lên cao hơn. Còn đó là bốn cách nữa là theo dõi hơn ha. Một là chọn cái ngách chuyên sâu rồi đào sâu vô nhất có thể có và nạp nhiều hơn tốt những đứa khác, đó là cách một là nạp từ ngoài vô. Thứ hai, chọn năng lực lõi hạt giống mạnh bên trong rồi bung nó ra. Và thứ ba nữa là gì, chúng ta có ba cái rễ chúng ta cắm hút được nhiều chất hơn các bạn khác, còn các bạn khác chỉ có một cái rễ nhất là cắm trên đó thôi. Và thứ tư nữa là gì, chúng ta nỗ lực gấp nhiều lần bạn khác, chúng ta leo càng nhiều bậc cầu thang, tham gia nhiều hoạt động. Và thứ tư là đó là bốn cách để các bạn theo dõi hơn. Và đôi khi các bạn giỏi hơn người ta một vài bậc thôi, một chút thôi sẽ có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Giống như hai chàng mày rìu người đó, các việc nhau có 15 phút đầu tiên thôi, nhưng tạo nên hai đẳng cấp rất khác. Cho nên là đó chính là những gì mà anh chia sẻ, chắc thỏa mãn câu hỏi của MC rồi đúng không MC? Vâng, và chắc là không những MC mà tất cả các bạn sinh viên chúng ta cũng thỏa mãn luôn đúng không ạ? Vâng, và hy vọng là sau những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thanh Hiếu thì chúng ta sẽ có, các bạn chúng ta sẽ tìm ra được những hạt mầm cho riêng mình và sẽ thành những cái cây vĩ đại đúng không ạ, trong tương lai. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại với Á Hậu Lê Hà. Vâng, và từ nãy giờ chúng ta chia sẻ rất nhiều về tinh thần kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, và chắc là các bạn ở đây cũng như MC rất là tò mò rằng khát vọng lớn của Lệ Hằng là gì và ý định trong tương lai của Lệ Hằng là như thế nào. Chắc là để mời Lệ Hằng chúng ta sẽ chia sẻ thêm ạ. Hằng đã chia sẻ về cái khát vọng của Hằng 5 năm trước, đó là sẽ là đại diện Việt Nam. Hằng đã xác định rõ là đã đi thi hậu hoàn vũ, đã đi thi hoa hậu Việt Nam 2012, đến đây là 2017, và Hằng đã đi thi hậu đại diện hậu hoàn vũ thế giới 2016, đã xác định được 4 năm là chính mình sẽ là đại diện Việt Nam cho sắc đẹp, cho trí tuệ, cho sự hội nhập. Hằng xác định rõ là Hằng cố gắng để làm gì để Hằng chứng minh được rằng là cái sự hy sinh từ bố mẹ để Hằng ở lại Việt Nam là đúng, chứng minh được rằng người con gái Việt Nam đến với đấu trường thế giới chỉ vì cái tinh thần của người Việt Nam. Mặc dù là lúc nãy Hằng có chia sẻ với Hiếu là Hằng, mọi người có biết cái hình ảnh Hằng may không nhỉ? Mà Hằng mang cái bộ trang phục dân tộc đến với đấu trường thế giới 18kg, nó khá là nặng. Và trước khi đọc tên Việt Nam lên trên sân khấu thì cái khung áo của Hằng nó bị bung ra, hai bên là hai cây trượng, hai bên là hai cái áo dài. Thì làm sao mà vác thêm một cái khung, nếu như bạn không đủ cái ngôn ngữ mà nói để truyền cảm xúc cho cái người bảo vệ đó hiểu thì làm sao có ai giúp bạn được. Rồi khi mà bước lên sân khấu nó khá là nặng, nó khá là mệt và cái tinh thần của Hằng rất là xuống. Nhưng mà vì hai tiếng Việt Nam, vì khi mà người ta hô vang lên Việt Nam là Hằng cái tinh thần Hằng lên lại. Hằng cười thật là tươi. Vì một chữ là Hằng xác định được rằng là cả ngàn người Việt Nam đang theo dõi cái phần thi này của Hằng, tại vì Hằng đang mang trong mình cái bộ trang phục dân tộc nói lên con người Việt Nam. Và sau này khi đã dừng lại ở một điểm nào đó, một sự thành công nào nhất định nào đó tại cuộc thi hậu hoàn vũ thế giới 2016 và quay trở lại, thì những cái thành công, những sự vấp ngã, những cái buồn, những cái vui
thì đúng một cái là điểm tựa về gia đình. Tại vì ai sinh ra và làm việc cũng nghĩ là mình thành công để làm gì? Cho gia đình, cho những người thân của mình, cho bạn bè của mình để mình chia sẻ sự thành công đó. Nỗi buồn thì theo vị thì nó hơi khó để mà chia sẻ hay nhờ. Đa phần thì cứ giữ trong lòng thôi, và hàng đầu một cái người khá là khắt khe khi mà chia sẻ những cái nỗi buồn. Cái đó là một cái điều có thể không anh? Theo anh thì mình có nên chia sẻ cái nỗi buồn cho mọi người không? Cho những người thân mà mình cảm thấy mình an toàn. Dạ. Các bạn nhớ nhé, tại vì cái tuổi này Hằng biết, tại vì Hằng cũng đã từng trải qua với đây chỉ có 2-3 năm thôi, rất là bập bê. Nó rất là kiểu là nó không có được mình muốn đi tiếp cũng không được, mình muốn lùi lại không được, em không có diễn tả cảm xúc đó sao ấy. Anh chỉ cho em cái cảm xúc đó không? Là thôi. Trai dễ thương mình cứ dựa vào vai anh mình khóc nha. Quay lại cái câu hỏi này thì Hằng đang xác định là sẽ đi học lại và sẽ đi du học để theo con đường của bố mẹ. Tại vì Hằng là một người muốn sống vì gia đình và muốn sống theo nhiều thế hệ, và Hằng nghĩ là 2 năm nữa cái khi mà cái thành công lớn nhất định Hằng sẽ đi du học và xác định luôn là du học ở nước nào và học ngành gì, và 2 năm sau khi mà tốt nghiệp ra trường Hằng sẽ làm cái ngành gì. Vì thế mà Hằng nghĩ là như anh Hiếu chia sẻ là mình phải có xác định từ cái bước mà mình đã có ước mơ, cái bước từng bậc. Và Hằng nghĩ là Hằng có một người rất là kỹ lưỡng, rất là chu đáo và rất là chỉnh chu trong cái việc mà chọn nghề và làm nghề. Hằng nghĩ là cái bước ngoặt của Hằng nó thành công ở mức đó, nó đã là một cái món quà lớn để mà Hằng dành tặng cho bố mẹ rồi. Và hy vọng là tất cả các bạn sinh viên đây cũng sẽ có một cái món quà lớn để mà dành tặng cho bố mẹ, dành tặng cho người thân, và đặc biệt dành tặng cho mấy ấm gia đình nhỏ của các bạn. Mình xin cảm ơn Á Hậu Lệ Hằng. Và qua chia sẻ của Á Hậu Lệ Hằng thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là hạt mầm của chị trong việc vấn đề mà đi thi các cuộc thi trong đấu trường quốc tế thì đã nảy mầm rồi. Thì trong vài năm tới chị cũng có chia sẻ rằng chị đã có thêm một số cái hạt mầm mới, ví dụ như là đi du học hoặc là phụ giúp cho gia đình. Thì hy vọng rằng chúc cho chị sẽ nảy mầm và sẽ trở thành một cái cây thật là vĩ đại, trở thành một người thành công. Vâng, và tiếp theo chắc là sẽ nhờ nhà báo Trọng Phước sẽ chia sẻ thêm một chút về khát vọng của anh được không ạ? Tôi thì chia sẻ khát vọng của mình thì nhiều khi là các bạn cái cùng cái sự quan tâm thì sẽ dễ chia sẻ hơn, cho nên thôi tôi trả lời ngắn gọn cái đó để tôi nói cái ý khác có lẽ nó phù hợp các bạn hơn. Trả lời nói về khát vọng thì hiện nay là tôi ngoài đi làm thì tôi với bạn bè có cái doanh nghiệp riêng. Tôi muốn phát triển cái doanh nghiệp đó nó tốt hơn trong thời gian tới, thì tôi trả lời ngắn gọn về câu chuyện đó. Bây giờ thì giờ tôi nói tiếp cái đoạn bạn Hằng nói lúc nãy, và để các bạn hình dung ra. Thật ra thì Hằng có nói một cái ý với các bạn á, đặc biệt với bạn và với bạn trai á, về cái sự tự tin. Thì tôi có thể nói như thế này: cái người nào mà mình thấy trên bề mặt là họ tự tin á, thì thật ra bạn phải hiểu rằng là thực tế đằng sau lưng họ, đằng trong tâm trạng họ, đằng sau sâu thẳm trong lòng họ, họ cũng là một người không tự tin. Nhưng mà bởi vì người ta học được cái cách thể hiện người ta tự tin. Tôi nói anh Hiếu có chia sẻ cái điều đó không? Anh là rất tự tin đúng không ạ? Đúng rồi, anh Hiếu cũng. Nhưng mà cái mà người ta học được là thể hiện ra ngoài là người ta tự tin. Bởi vậy nên tất cả các bạn mà không tự tin là chuyện bình thường. Chỉ có điều là mình không học được cái cách thể hiện ra ngoài là mình tự tin thôi. Bây giờ tôi nói thật, chị Hằng vô đây, khi chị Hằng vô đây chào mọi người, vẫy tay và ngồi xuống, cái khoảnh khắc mà chị Hằng ngồi xuống cái ghế kế bên tôi ấy, đó là cái khoảnh khắc mà tôi ít tự tin nhất trong buổi chiều ngày hôm nay.
tôi hoàn toàn đúng ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là tôi đọc chương trình, tôi biết trước chị này là hoa hậu, chị này là á hậu, chị này đang là host cho một cái chương trình. Và cơ bản là chỉ cao và chỉ đẹp lên, cho nên mình thấp nhất là tôi tình hơn rồi. Vậy thì để nói rằng, nhưng mà sau cái đoạn đó rồi thì mình tập mình một cái thói quen á, để mình lấy lại được cái tự tin và mình thể hiện là mình tự tin, mình ngồi mình có thể nói chuyện được. Nhưng mà con, trước đó bản thân mình là một cái người cũng như tất cả các bạn, cho nên chuyện tự tin không tự tin là rất bình thường. Vấn đề là mình học tập cái cách. Và bây giờ tôi lấy một cái ví dụ, hai cái ví dụ để cho các bạn nghe. Cái này là cái ví dụ, này là ví dụ có thật. Có lần tôi đi nhà sách Pahasa ở Bắc Sơn, Hùng Dương. Tôi đi coi sách thì tôi thấy có một em rất là xinh, cũng đang đứng coi sách. Thì tôi thấy đứng coi, họ coi mấy cuốn sách cũng cùng hệ với mình đó. Tôi đứng kế bên, tôi cầm sách và tôi nói, ủa em, mà tôi thấy bạn quen quen, mà không biết là bạn ở đâu. Mà thật sự là tôi thấy quen thiệt. Thì bạn nó cũng chào, cũng nói dạ. Em thì trước đây em có đi làm một số chương trình, rồi bây giờ thì em đang cộng tác với sân khấu Điên Cáp. Tôi nói à, chắc là có khi là bạn diễn cho Điên Cáp tôi xem, cho nên là tôi hay đi xem Điên Cáp, cho nên là tôi biết bạn. Và tôi nói đến đó tôi rất là thoải mái, bởi vì tôi biết rằng là thế quen mà tôi không biết tên là chắc diễn viên phụ rồi, chứ chính là thế nào tôi không biết rồi. Tôi coi Điên Cáp tôi biết Thầm Lộc, biết Thanh Thủy, biết hết, các bạn này tôi không biết thôi. Thế thì tôi đứng nói chuyện xong rồi, bạn nó mới tôi cũng nói chuyện về sách rồi các thứ, rồi bạn nó cũng nói chuyện trao đổi mấy câu rồi thôi. Rồi bạn hỏi tôi làm đâu thì tôi cũng nói tôi làm báo, rồi xong rồi chào nhau đi về, đại khái như thế thôi. Mình cũng vui thấy theo các bạn thì như vậy là rất là tự tin đúng không ạ? Mình cũng thấy cái đẹp, mình nói chuyện, mình hỏi tên kiếm tôi thì hẹn giờ kể tôi cũng quên tên bạn, nhưng mà nắng thì nhắc thì làm biết. Tối tôi về nhà tôi mới trước khi ngủ tôi mới với tay tôi lấy quyển báo ra tôi đọc. Có thanh niên lật, ủa cô này nãy mình mới gặp nè. Tôi lật ra thì cô đó là một cô diễn viên điện ảnh rất là nổi tiếng, nhưng mà tại vì tôi ít có coi phim, ít có để ý, tôi không biết cái cô gì mà người ta đồn là người yêu của Victor Vũ mà đóng trong phim Cổ Trang mà bé Việt Nam bán rất là đắt, diễn viên không phải cô lên tên Vân Trang. Và để nói là điều, nếu như lúc mà ở nhà sách tôi biết đó là Vân Trang, hoặc như các bạn biết là Vân Trang, thì có lẽ tôi sẽ gần đầu chào và tôi đi, chứ tôi không bắt chuyện được không? Bởi vì mình không biết cái người đó là ai, nó cũng phần tiếp thêm cho mình cái sự tự tin. Vậy thì cái sự tự tin đó, nếu tôi chào bạn đó hay tôi chào bạn để hàng ở ngoài đường, tôi dám chắc hoặc các bạn chào bạn này ngoài đường, tất cả những người celeb, những người nổi tiếng đều phải gật đầu chào bạn và vui vẻ bắt chuyện, bởi vì người ta có cái kỹ năng đó và người ta phải giao tiếp tốt với công chúng cộng đồng. Nhưng mà thường là mình sợ, mình ngại, mình không tự tin, chứ không phải là người ta làm khó dễ. Và bây giờ tôi mới hỏi các bạn một câu, chị trả lời nha, tôi hỏi các bạn dưới này. Theo các bạn, những cô hoa hậu, người mẫu, những viên điện ảnh thường thì sau này sẽ lấy ai? Đại gia. Đúng rồi. Rồi, ok. Chúng ta, tất cả mọi người đều nói như vậy. Được rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn thử suy nghĩ coi, hoa hậu, người mẫu, những viên điện ảnh, tất cả họ đều là những người con gái rất bình thường, phụ nữ bình thường như tất cả chúng ta. Người ta phải bắt đầu yêu một người bằng chuyện là người đó ngỏ lời làm quen với mình, tán tỉnh mình, đưa đón mình, tặng hoa cho mình, nhắn tin cho mình, gọi điện cho mình, đến chờ đợi mình hàng ngày, tỏ tình với mình, đúng không? Nhưng mà còn vậy thì các cô hoa hậu, người mẫu, diễn viên điện ảnh cũng y vậy thôi. Nhưng vấn đề là những chàng trai bình thường như những chàng trai ngồi dưới hậu trường này, khi biết cô là hoa hậu, cô là á hậu, cô là diễn viên, thì chúng ta tự nói một điều, cô chỉ có lấy đại gia chứ không có lấy mình. 10 anh đại gia theo tán tỉnh cổ, cuối cùng cổ lấy bao nhiêu anh? Một anh. Nếu 10 anh đại gia cộng với mình, một người bình thường là 11 người tán tỉnh cổ, cổ sẽ lấy mấy người? Cũng một người. Vậy thì năm anh thua. Chính thằng đại
gia kia nó cũng thua giống như mình mà. Vậy thì vấn đề ở đây, những người đẹp như Lễ Hằng hay những cô hoa hậu mà không lấy chồng là những người bình thường, đó là một phần lỗi của chúng ta. Chúng ta đã không cho họ cơ hội để được lấy những người bình thường. Cô thứ nhất là cô Mỹ Nương thì được cha chọn cho hai anh đại gia là anh Sơn Tinh với anh Thủy Tinh, được không ạ? Cô chỉ có hai lựa chọn thôi, cô phải chọn một anh. Nhưng mà em cổ đó thì là công chúa, tôi tự nhiên tôi quên mất tên công chúa rồi. Cô không phải Thủy Châu, Thủy Châu là chồng Thủy. Cô công chúa này á là rất tính hay đi chơi, cho nên là cổ mới dâm quyền đến đầm Dạ Trạch. Trong một lần đi chơi đến đầm Dạ Trạch thì thay vì cổ đi xuống dưới nước của tắm biển cho mình, nhưng mà thời đó thì không có bikini, cho nên công chúa không có xuống tắm biển, và công chúa đứng ở trên bờ, xong rồi kêu tỳ nữ quay cái màn lại và múc nước biển lên cho công chúa tắm. Thì tại cái nơi đó có chữ đồng tử, công chúa đó tên là Tiên Dung. Chữ đồng tử nhà nghèo, hai cha con chỉ có một cái khố thôi, nói nôm na là giống như mình là một đùi bây giờ. Khi cha chết thì chữ đồng tử để cha khố mà chôn, còn chữ đồng tử thì không có đồ mặc. Ban ngày đi lặn xuống biển đánh cá, bắt lên bán ra chợ, bán chợ là mới lên chợ, mà lội quanh mấy chiếc thuyền, xong đưa cá lên trên thuyền người ta mua, người ta trả tiền và anh lặn xuống. Đến khi nào mà tối thì ảnh vô bụi ảnh ngủ, còn ban ngày lúc mà có đông người hoặc cái gì đó thì ảnh phải trốn trong cát, ảnh lấp cát lên, được không? Thì cái hôm đó ảnh lấp cát ngay cái chỗ công chúa quay màn tập. Khi công chúa xới nước xong á, nước chảy xuống cái lỗ cát ra đó, thì thấy ảnh theo chuyện cổ kể lại sách viết đàng hoàng là công chúa giật mình thúc kinh giải, nhà ngươi là ai, tại sao nằm, tại sao nằm ở đây? Bình thường các bạn làm gì thấy công chúa là cũng ngạc lắm, la gì nhà ngươi là ai, tại sao nằm ở đây? Thì ảnh mới quỳ xuống, ảnh mới nói là ảnh nghèo khổ như thế, vân vân như thế. Và công chúa mới nói là ông ta với ngươi á, là chắc là số trời có duyên phận cho nên mới gặp nhau ở đây, cho nên là ta với ngươi là xin kết nghĩa vợ chồng. Ở lúc nào xưa ông ta cũng biết là đỡ lộ hàng thì đến với nhau, đã không nói mình bây giờ là đỡ lộ hàng. Nhưng mà hai người cuối cùng kết nghĩa vợ chồng ở với nhau, kể cả vua triệu hồi về thì hai người cũng không về. Vậy thì ở đây quay trở lại câu chuyện đó là nói cái gì? Cái anh chữ đồng tử là một cái anh nghèo nhất, nhưng vẫn có cơ hội để lấy công chúa người đẹp, được không ạ? Tiểu thư đó là nếu mà ảnh không rơi vào được cái hoàn cảnh tự tin thì ảnh cũng có một cái để chúng ta học tập, đó là một cái kiểu làm quen mà nó khác biệt độc đáo, chứ có cơ hội vậy. Vậy thì ở đây quay trở lại, cái tự tin nó phải mỗi ngày, và trong lúc mất tự tin nhất thì phải ráng nói mình là tự tin lên, được không ạ? Và khi mình nói mình đứng lên đời, người khác không có nhìn thấy đâu các anh, không ai nhìn thấy. Và đôi khi nữa là chúng ta cũng phải có một số cái gọi là kêu là sao, mình tự tin là bởi vì mình, một là mình hiểu rất rõ về đối phương, còn hai là mình không hiểu gì hết, còn hiểu bằng cái kiểu dở dở ương ương á mà không đầu tư là chết. Thì tôi thì thường rơi vào cái tình huống thứ hai. Đi dạy đi làm tôi rơi vào tình huống thứ nhất, nhưng giao tiếp thì tôi hay bị tình huống thứ hai, đó là nhiều khi tôi không biết. Tôi kể thêm chuyện nữa là tôi về chỗ tôi ngồi có thanh niên mời tiệc, tôi lãnh đạo nhỏ nhỏ được phân vô ngồi tiếp một bàn, kêu lại ngồi tiếp thì tôi ngồi. Thì tôi là biết, tôi là yếu điểm của tôi là không biết showbiz, cho nên là tôi nói trước với ban tổ chức làm ơn tôi tiếp ai cho tôi biết cái bàn bắn người đó làm gì. Không nói là tôi không biết, nhưng mà luôn số bốn nói chuyện thân, tôi mời các bạn bây giờ và tôi thấy các bạn là tôi biết, bây giờ tôi thấy có Lý Giả Kỳ, Đàm Vĩnh Hưng, tôi biết rồi. Một bàn có hai người nổi tiếng thôi nhé, tới tôi vô tôi rất cẩm dạc vô chào Lý Giả Kỳ, bắt tay Đàm Vĩnh Hưng, bắt tay ngồi xuống uống rồi ăn uống. Nhưng mà ngặt một cái, kế bên anh Đàm Vĩnh Hưng, kế bên chị Lý Giả Kỳ với Đàm Vĩnh Hưng chính giữa nó còn ăn cao đó là trai đó, mà giờ ngặt không biết anh làm gì. Thấy anh ngồi cũng nói chuyện là cũng rót nước, mình đoán chắc là mời quản lý.
Kế hơn nữa, có một lần nữa mình đó, chắc là quản lý làm cái đơn lần này, quản lý lý nhã kỳ hải đi. Uống xong rồi cụm ly rồi các kiểu xong rồi tôi mới hỏi chứ em là vậy là em là quản lý của làm chứng minh hay là em quản lý ca kề? Dạ không, em ca sĩ. Tôi nói ủa em ca sĩ à? À chắc là những cái tên sân khấu đèn lung linh ở ngoài em nhìn được ra, vậy là em là em hát là em lấy tên gì? Bạn đó là mới nói cái tên bạn gì mà người yêu của làm chứng minh rồi này. Dương Triều Dũng. À dạ con biết rồi. Dạ nói tôi biết sư biết mà không biết người biết không có tội. Nói em Dương Triều Dũng. Tính ra rồi nghe tên thì biết, mình nghe nhạc vài nhưng mà ra ngoài mình không biết. Rồi rút kinh nghiệm rồi. Còn anh nữa ngồi đây. Thôi mình nói nó ca sĩ cho chắc ăn đi. Nó cầm. Vô vô em đi hát lấy tên gì? Dạ không, em quản lý chứ. Cho nên có nghĩa rằng là nếu nhưng mà sao cũng ai trách mình. Sau đó thì tôi cũng nói thật sự là vì tôi coi những khi có những cái tôi không biết thì có nghĩa rằng là cái sự đôi khi sự tự tin đó, cái hài hước vui vẻ nó sẽ khỏa lấp những cái điều mà sự tự tin mà nó thái quá nó sẽ mang lại những cái khó xử cho mình. Thì mình phải có cái cách để mà mình sao ứng xử một cách vui vẻ. Thì và tôi cho rằng là cái thế hệ trẻ các bạn bây giờ đó, thì bị cái này các bạn nói chứ các bạn không có thực thiếu tự tin đâu. Các bạn rất tự tin nhưng mà hay bị tự tin thái quá. Thì tôi cho rằng tất cả sự tự tin của mình nó phải xây dựng trên cái nền tảng sự lễ phép đối với người lớn và sự vui vẻ hòa đồng với những người cùng trang lứa. Thì tôi cho rằng cái điều đó nó sẽ giúp cho các bạn có nhiều điều thành công hơn. Chúng ta có những chia sẻ rất là thú vị từ nhà báo Trọng Phước. Và tôi rất tâm đắc một câu là khi nào mà chúng ta thiếu tự tin thì chúng ta hãy tự tin lên. Vâng, và hy vọng rằng các bạn chúng ta sẽ luôn luôn tự tin được không ạ? Vâng, và bây giờ chúng ta đã nghe rất nhiều chia sẻ từ ba vị khách mời diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là phần các bạn chúng ta trông chờ nhất trong buổi hội thảo ngày hôm nay, chính là phần giao lưu. Các bạn chúng ta có những câu hỏi nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, đó là sinh viên cần chuẩn bị gì trong kỷ nguyên toàn cầu, thì chúng ta có thể giơ tay lên và sẽ có bộ phận mic sẽ truyền đến cho các bạn. Xin mời ạ. Rồi mời ạ. Dạ, em xin chào quý đại biểu và các bạn, các anh chị cùng các bạn sinh viên. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Bùi Thảo Huy, K17408CA. Em muốn hỏi với anh thầy Hiếu một vài câu hỏi, đó là em biết là để có thể lập chí vĩ đại khởi nghiệp kiến quốc thì đầu tiên mỗi sinh viên, mỗi con người, mỗi công dân của xã hội này cần phải trang bị cho mình rất là nhiều cái kiến thức và kỹ năng. Và em cũng biết đó là ở trên Facebook thì anh rất là hay chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện để em làm cái động lực cho sinh viên, cho học sinh tụi em. Và cái trang Hành Trang Sống của anh là một cái trang rất là có ý nghĩa. Và em biết là để thành công được như bây giờ thì anh phải gặp rất là nhiều cái khó khăn và thử thách. Và cái khó khăn thử thách thì ai cũng phải gặp phải. Nhưng mà em muốn hỏi anh là những cái lúc mà mình nản chí, những cái lúc mà mình muốn buông xuôi tất cả, những cái khi mà niềm tin không còn đủ để có thể làm động lực cho mình nữa thì anh sẽ làm gì? Dạ. Và cái thứ hai đó là em thấy anh rất là hay làm những cái có ích cho xã hội. Vậy thì đâu là cái động lực để anh cống hiến hết mình cho xã hội Việt Nam ngày nay? Dạ, em xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn cô của em. Thật sự anh rất là biết ơn em vì em cũng đã theo dõi Facebook cũng như là cũng biết đến cái trang Hành Trang Sống của anh. Chắc em cũng có xem các trực tiếp trên đó mà. Và để tới lời dạ. Phần demo của chương trình Vì Yêu Mà Đến. Dạ, biết ơn anh. Mãi yêu. Mãi yêu. Rồi, còn có hai câu hỏi. Một là khi nản chí thì làm sao anh có thể giữ được cái động lực cho mình. Thì thú thật với các bạn là anh cũng trải qua rất nhiều những thất bại.
hàng ngày hồi đó là thi rất bình thường, mấy cuộc thi lúc không hả? Bốn cuộc thi. Còn anh thì các bạn thấy ngày xưa tóc anh rất nhiều, nhiều hơn tóc của Đăng nữa. Nhưng bây giờ chỉ còn có 1/3 các bạn. Vì cái thời anh bắt đầu anh tập phải bị là anh bị stress đến mức mà anh rụng 2/3 mái tóc của anh. Và các bạn tưởng tượng ha, anh có hai lần thử nghiệm, lần thứ nhất là thành công. Lần thứ nhất là, thực ra cũng không phải lý tưởng thử nghiệm đâu, lần thứ nhất là khi mà anh ước mơ đến một chuyên viên về tâm lý. Thì sau đó khi mà đi chia sẻ mới thấy rằng có nhiều bạn, có nhiều kiến thức mà khi mình chia sẻ các bạn có thể sử dụng được. Nhưng bây giờ cái sức mình có hạn, mình đến cái trường đó chỉ có khoảng 500 bạn, 700 bạn thôi. Còn những bạn trường khác muốn nghe hoặc muốn xem thì không thể nào xem được, để làm các video clip về kỹ năng sống. Và clip đầu tiên là clip hướng dẫn làm sao đối phó yêu rau xanh. Và thứ hai là clip hướng dẫn cướp xe, rồi thứ ba là bộ luật tình yêu, vân 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 vân. Thì vậy khi làm các clip như thế, khi em chia sẻ internet thì các bạn lại xem nhiều và lúc đó các bạn mới biết đến anh. Thì anh cũng không ngờ là các bạn lại xem những video clip nhiều như thế. Thì đó là bạn thứ nhất. Và đôi khi bạn làm thì sẽ có nhiều, bạn làm hết sức bạn thì có những kết quả đôi khi bạn không ngờ. Nhưng bạn biết là Nguyễn Hà Đông bây giờ thiết kế cái game đó có bao giờ thấy tưởng tượng rằng nó sẽ bán cho cả thế giới không? Không, có thể họ sẽ không nghĩ tới đó. Hoặc là Honda khi mà mới tạo ra cái bánh xe đầu tiên, tạo ra cái xe máy đầu tiên, ông ấy có nghĩ rằng nó sẽ bán cả thế giới không? Cũng có thể không có. Nhưng bạn cố gắng hết sức của bạn đi thì có thể cái kết quả đó nhiên thì nó chất thì bạn sẽ được đón nhận. Thì đó là lần thứ nhất. Cái lần thứ hai là cái lần anh căng thẳng hơn, stress hơn, đó chính là lần anh bắt đầu bỏ công ty đi khởi nghiệp. Và lúc đó anh tạo ra cái nền tảng học trực tuyến để chuyên hướng dẫn về mặt kỹ năng sống, cái nền tảng học tâm lý. Nhưng trong khi anh là một thầy giáo nghèo hiếu học, thì thầy giáo rất là trong lĩnh vực kinh doanh là không có am hiểu gì nhiều, mình chỉ là bằng bản năng thôi, không có sự chuẩn bị. Nhưng bên nãy Lê Hằng có nói là gì, khi mà tham gia một cái cuộc thi là mình phải đầy đủ sự chuẩn bị, phải có kỹ năng, phải có phẩm chất, phải có kiến thức. Và đôi khi trong lĩnh vực này mình vô đấu trường đó là mình hoàn toàn không kỹ năng, không kiến thức, mình nhắm mắt làm liều. Và lúc đó là lần đầu tiên anh cảm nhận anh bị thất bại. Và lúc đó là anh bị lỗ, là tính ra lỗ khoảng 2,5 tỷ. Và trong khi một thầy giáo nghèo nếu họ 2,5 tỷ làm biết bao nhiêu lâu mới ra. Bởi vậy cho nên là cái thời thì các bạn căng cái mức là gì? Là anh đứng ngoài cửa sổ gió thổi cái tóc nó bay, nó căng cái mức gì đó các bạn. Mà ngủ không được, 2-3 giờ sáng vẫn còn thức dậy. Và lúc đó cách lên vượt qua stress là gì? Thứ nhất, anh hình dung cái hậu quả tệ nhất có thể xảy ra. Đó chính là gì? Bất quá thì mình phá sản. Bất quá thì phá sản, bất quá thì thất bại với dự án này. Mình vẫn còn có thể sống được, mình vẫn còn ba mẹ, mình vẫn còn có cơm ăn mỗi ngày, mình vẫn còn cái chỗ để ngã lưng là được. Còn lại nếu như phá sản và thất bại thì không sao. Thứ hai nữa, anh hình dung cái câu là gì? Nếu như bạn thất bại, bạn không thành công thì bạn cũng sẽ thành nhân. Và thật sự thông qua lần thất bại đó, anh không thành công nhưng anh học được nhiều thứ và anh thành nhân hơn rất nhiều. Hồi thời xưa cũng còn rất là trẻ trâu các bạn. Và cái thành đất vẫn còn cậu bé rất là hồn nhiên ngay hơn trong sáng không anh bị dễ vỡ. Nhưng sau cái trận đó là anh bớt hồn nhiên ngay nhiều, bớt dễ vỡ đi nhiều và thật sự là thành nhân hơn thông qua cái lần thất bại đó. Giống như Lê Hằng chắc là mỗi lần thi rớt rồi bắt đầu trưởng thành hơn chút đúng không? Sau này mới đứng lên đỉnh tinh hoa. Rồi đó là cái cách thứ hai là không thành nhân thì sẽ thành công. Và anh cảm thấy rằng cái giá anh bỏ ra đó, 2,5 tỷ đó không phí, vì đó là học phí anh trả cho một cái ngôi trường. Đó là trường đời. Và đi học thì học nó phải đóng học phí như trường đại học. Nhưng đời nó lấy học phí rất đắt để nó cho mình bằng học rất đắt. Đó chính là học phí. Đó là cách để anh có thể vượt qua cái hạn chế. Và cái cách thứ ba chia sẻ với riêng em nó nhỏ nhỏ nghe thôi. Là khi mỗi lần anh đại trí, anh hình dung đến cái bức tranh là hai người. Anh thấy đọc trên mạng, cái người thứ nhất là gì? Cái người thứ nhất là lấy cái rìu á, bắt đầu đào cái đường hầm, đào cái đường hầm, đào cái đường hầm. Cái bên kia là gì? Kim cương. Họ đào gần sát ký rồi, mà không thấy kim cương đâu. Ông nản quá làm gì? Ông lên cái gì vậy? Và anh liên tục đến chính bản thân anh đã đào đến mức độ. Đào đến đây rồi, đào đến mức 2/3 mái tóc của mình rồi. Vậy nếu anh dừng lại thì nó sẽ là thất bại. Thất bại hoàn toàn. Và anh nhớ một cái câu trong cái quyển Nhà Giải Kim là gì? Người thành công là người thất bại 7 lần nhưng đứng dậy 8 lần. Và anh tưởng tượng anh đang đến cái miếng đó đó. Và anh đang ở cái miếng đó. Cho nên bây giờ anh bỏ cái kia điều đó, anh quay trở lại thì bây giờ anh sẽ bỏ phí công của mình. Cho nên anh cố gắng vẫn tiếp tục để đào cho đến cái con kim cương. Và đó chính là cái hình ảnh cho đến tiếp thêm tập lực cho mình gần đến đích rồi.
Và thường các bạn thấy á, khi mà gần đến cái giai đoạn, nó cùng cực nhất, đó sẽ là những người nó gần đến thành công nhất. Còn cái giai đoạn bạn còn thấy nó dễ dễ là nó chưa chạm đến thành công đâu. Ha. Cho nên người ta nói chí âm sẽ là gì? Là dương. Trong cái hình mà quy luật âm dương á, chí dương là âm, chí âm sẽ là dương. Và nó cùng cực âm đến mức đó rồi thì nó sẽ lột xác bản thân mình ra và tự độ thông minh hơn. Vậy thế cho nên là đó là cái cách thứ ba, đó chính là anh hình dung rằng cái thành công nó đang gần cái trước mắt, mình chỉ cách cái mí này thôi, ráng thêm chút nữa, cố gắng thêm chút nữa mình sẽ vươn qua được cái mí này. À, thì đó là cách để mình có thể tiếp theo động lực, đó là cách để là khi mà vượt qua thành trí em tìm kiếm động lực cho mình. À, hy vọng rằng em nếu như em không khởi nghiệp thì em cũng có thể trở thành nhà chuyên môn, chứ em không thích làm nhà chuyên môn thì khởi nghiệp. Và khi khởi nghiệp thì các bạn phải chuẩn bị trước một cái tinh thần là đời sẽ đánh vào dập mặt và sẽ té dập mặt nhiều lần, ít nhất còn 2-3 lần, đây là 4 lần nè, té dập mặt 4 lần vẫn còn kẹt mà anh là té dập mặt mấy lần nha rồi nữa hả? Ừ, còn nữa hả? Bởi vậy cho nên là trước khi bạn chạm đến cái đích kia thì bạn sẽ phải té dập mặt nhiều lần, nên chịu chịu tinh thần đó, chứ không phải ai ra đời sẽ thành công. Ở Việt Nam chúng ta 100 doanh nghiệp khi khởi nghiệp sẽ thất bại 95%, 95% sẽ phá sản. Trong khi không ai bắt đầu có nhiều điều nghĩ rằng mình nằm trong cái năm này đó, ai cũng tin rằng mình nằm trong 5% còn lại thôi. Nên đó là một cái tinh thần nên bạn nên chuẩn bị trước khi bạn ra trường và bắt đầu khởi nghiệp bạn ha. Rồi, và vùng biển lạnh khó tạo nên thủy thủ giỏi, cho nên hy vọng các bạn sẽ gặp sóng gió thì các bạn sẽ trở thành thủy thủ tài ba. À, cảm ơn con ngon của em, bạn yêu. Cảm ơn chị Nguyễn Hoàng Hiếu. Xin mời chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng ta còn Á Hậu Lệ Hằng và nhà đó Trọng Phước, đúng không ạ? Và mời ai ạ? Dạ. Dạ, đầu tiên thì em xin là được chào quý vị giả và các bạn trong môi trường. Em xin tự giới thiệu, em là Trang Ngọc Hân, sinh viên năm 2 ngành thương mại điện tử ạ. Và em có hai câu hỏi muốn gửi đến quý vị khán giả là thứ nhất là ở sinh viên hiện nay trong cái bối cảnh toàn cầu hóa như thế này á, thì đòi hỏi sinh viên trở thành một con người đa năng. Và thì em không biết là nếu mà việc rèn luyện để mà trở thành một con người đa năng biết nhiều ở mọi lĩnh vực á, với một con người biết được một cái lĩnh vực nào đó mà chuyên sâu, thì chúng em nên đi theo cái hướng nào trong điều kiện chúng em có thể chọn được một trong hai, bởi vì cái giới hạn con người có hạn. Và ví dụ như mình học tiếng Anh đó, thì ngoại ngữ đi, thì chúng em nên rèn luyện cho mình giỏi một hai ngôn ngữ trước, hay là mỗi cái để mình biết vừa đủ để giao tiếp thì cái nào có nhiều cơ hội hơn ạ? Và có một mong muốn nho nhỏ là em có thể nhờ ba vị diễn giả chia sẻ cái gọi là cái cuốn sách gói đầu dừa của mình đó, tại vì thầy có ba quen có nói là mỗi người thành công đều có một cuốn sách gói đầu dừa mà họ tâm đắc nhất. Nếu được thì em xin ba vị chia sẻ mỗi người một cuốn thôi được ạ. Cảm ơn. Còn bây giờ mà đâm đầu cho chuyên sâu liền á thì rất dễ chia tay sớm. Nè, đó là ý thứ nhất. Đến học một ngôn ngữ cho thiện giải hay là học hai ngôn ngữ để biết, thì tôi khuyên là bạn mà học một ngoại ngữ thiện giỏi á thì tự nhiên trời xui đất khiến bạn sẽ học cái thứ hai, vì học cái thứ hai nó dễ. Cho nên đừng nghĩ tới cái, tức là chúng ta đừng nghĩ đến chuyện chúng ta nên có bao nhiêu người yêu rồi chúng ta mới lập gia đình, mà đang yêu ai, yêu một đứa, yêu chắc cái đứa đó đi, từ từ xong bỏ nó rồi có đứa mới. Chứ đừng nghĩ rằng mình sẽ có bao nhiêu đứa rồi mình có gia đình thì nó mới đúng điều, được không ạ? Học sinh, tôi đi làm tư vấn tuyển sinh nhiều, tôi biết học sinh lớp 12 là luôn luôn hỏi chuyên gia tư vấn là theo thầy em có nên học hai bằng đại học không, vì em thích hai ngành. Khỏi lo học cái bằng đi con, học còn chết lên chết xuống, học xong đi lấy bằng hai cũng nhanh hơn, được không ạ? Câu thứ hai là hỏi quyển sách gối đầu giường. Khổ cái là tôi không có sách gối đầu giường, mà
Ví dụ con tôi ở nhà nó phá lắm, để đầu giường có nhiều nó quăng nó điện nó tháo à, cho nên để cho trong tủ. Nè, khuyên bạn đọc đọc cuốn gì? Thì tôi thấy rằng nếu mà bữa nay mà được sách Trung Nguyên mà tặng á, không phải mua á, đỡ tốn tiền á, đọc cái cuốn này rất là tốt. Nè, ok. Ngoài ra nếu được tặng mấy cái cuốn Trung Nguyên này rồi á, tôi thì thú thiệt với các bạn là trong bộ 4 quyển Trung Nguyên tôi mới đọc được con cuốn thôi. Mà cái cuốn mà tôi đọc là tại vì tôi được tặng. Đó, tại vì tôi được tặng sách nhiều lắm cho nên tập trung đọc cái số tặng đi, chứ đừng có bon chen đi mua ngoại trừ cái cuốn gì mà tiện thích. Ha. Ngoài ra, gối đầu giường nếu mà đầu bạn nằm kê gối cao thì tôi khuyên mua thêm hai quyển nữa, rất là hay mà tôi rất là thích. Một là cuốn Dạy con làm chồng. Cái bộ đó 10 quyển, đừng có chen đi mua 10 cuốn về đọc không hết đâu, bỏ uổng. Mua hai cuốn đầu là đọc hết được nữa. Ha. Cái thứ hai, quyển thứ hai mà tôi cũng rất là thích đó là cuốn Dám Thành Công. Hôm nay ấy, tôi nói thật là lúc nãy khi vào chương trình và tôi đọc cái kịch bản thì tôi rất ngạc nhiên là tất cả cái phơm chương trình mà của Trung Nguyên đang làm cái chuỗi chương trình này nè, nó được có trong cái bộ Dám Thành Công, nó tương tự tương đồng với cái bộ Dám Thành Công của ông Jackson Field. Jackson Field tức là cái ông mà đã làm cái tập sách mà Hạt Giống Tâm Hồn đó, Chicken Soup for the Soul, nước súp gà dành cho tâm hồn. Thì tôi có một cái thay đổi nhãn quan mà nhiều trong cái việc đi chia sẻ mấy cái này ấy, là nhờ cách đây khoảng 10 năm tôi có dự một cái lớp của ông và được ông hướng dẫn. Tôi đọc cái bộ đó, cái cuốn sách kinh phim đó thì nó chỉ có một cuốn dày như thế này thôi, nhưng mà nó có chia ra nhiều trình độ. Ai mà không thích đọc cái nguyên bản dày thì mua cái cuốn tập phẩm cũng được, nó cũng tóm gọn lại và đọc cái bộ đó cũng rất là hay. Nó tương đồng với cái chương trình mà khởi nghiệp sáng tạo của Trung Nguyên, từng bước cái hướng dẫn. Hai bộ rất là tương đồng, cho nên từ đấy nếu được tặng cái bộ này thì ưu tiên đọc cái bộ tặng trước, khỏi đi mua bộ kia. Còn nếu mà không được tặng thì cân nhắc thích mua bộ nào rẻ hơn, mua những đầu tư mà ha. Rồi xong. Thực ra mình rất là đồng ý với Phước ở chỗ là gì, trước khi bạn muốn đi theo chiều sâu thì bạn cũng phải trải nghiệm chiều ngang. Giống như bây giờ bạn chưa biết xác định theo cái nghề nghiệp nào á thì nó có là gì, bạn thử nghiệm, ví dụ như hôm nay bạn thử nghiệm làm MC, bạn thử nghiệm làm ăn, bạn thử nghiệm làm sale, bạn thử nghiệm quản trị, bạn thử nghiệm làm brand, bạn thử nghiệm marketing, bạn thử nghiệm làm event, thử nghiệm trong cái quãng đời sinh viên của bạn phải thử nghiệm theo chiều ngang, là đến một vị trí nào đó a, bạn sẽ a làm tiếng a, cái việc này mình thích nè, a cái việc này mình hợp nè. Và khi bạn đã a được rồi, lúc đó bạn bắt đầu điều bạn đào sâu theo chiều rộng, tức là bắt đầu từ ngay cái thời phải đi theo chiều ngang đi trải nghiệm theo chiều rộng, sau đó a một tiếng rồi bắt đầu thọc sâu vào trong chiều rộng thì lúc đó sẽ là thông minh nhất ha. Và nếu như bạn trải nghiệm càng sớm thì bạn thọc sâu vào chiều rộng càng sớm. Còn nếu như từ trước đến giờ mình chỉ ở nhà mình ôm cái máy tính mình học, hoặc mình ôm cái quyển sách, mình chỉ ôm bài vở thôi mà mình không chịu đi trải nghiệm thực tế thì mình sẽ chưa có kiếm được cái vị trí khiến cho mình a, và lúc đó bạn chưa đi theo chiều rộng được. Vậy lúc đó là chúng ta đã biết mục tiêu chúng ta là làm cái vị trí nghề gì rồi, cái vị trí đó là vị trí làm tâm đắc rồi, thì vị trí nghề nó sẽ có một cái list tiêu chí nó kèm theo, em sẽ đào sâu vô, em đảm bảo tất cả các tiêu chí để đảm bảo được cái nghề đó, thì lúc đó là em học sâu theo chiều sâu, theo vậy cái nghề em sẽ rất là chuyên ha. Thì đó chính là cái cách để mình có thể theo. Ngoài ra nếu em chưa xác định được vị trí nào mình nên theo thì khoan hẳn theo chiều sâu. Và đặc biệt nữa là nếu như em lấy theo chiều ngang thì những cái ngang có phải liên quan đến nhau, chứ không phải là mấy cái ngang là cái ngang này không giống cái ngang nào mới kết hợp xài được. Em mới học về, ví dụ như em học về sư phạm xong cái em nhảy qua em học kinh doanh, xong cái em nhảy qua học về kỹ thuật, xong nhảy học công nghệ thông tin, xong cái em nhảy học về du lịch, để lợi thế nó có liên quan tới nhau thì lúc đó em đang còn tăng sức. Vậy quan trọng nhất là còn xác định mục tiêu là mình phải tới đâu, cái gì vị trí nghề nghiệp mình cần làm cái gì, thì cái vị trí đó sẽ có một cái danh sách các yêu cầu kèm theo, thì em tập trung vào những cái yêu cầu đó và như vậy là sâu nhất. Còn về sách thì ở đây có rất là nhiều cuốn sách mà thầy thấy cũng là những cuốn sách hay, ví dụ như Nghĩ Giàu Làm Giàu nè, đây cũng là cuốn hay, bởi vậy cho nên là chương trình mới chọn cho các bạn là Quốc Gia Khởi Nghiệp nè, cuốn này cũng rất là nổi tiếng. Hoặc là Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie cũng là một cuốn rất là nổi tiếng, các bạn cũng nên đọc thì chúng ta nào vào trong. Còn thầy thì đọc nhiều sách, nhưng thầy tâm đắc một cái câu mà thầy tặng các bạn không phải là tên sách mà là một cái câu châm ngôn mà thầy gối đầu giường, đó chính là đầu tư cho .. sẽ không bao giờ lỗ. Đúng, bạn đầu tư cho cái gì? A. Bất động sản, B. Chứng khoán, C. Vàng.
đầu tiên chữ gì? A M E. Đầu tiên cho chấm 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 xem bao nhiêu lỗ, tức là cho chưa bản thân mình. Và đầu tư cho cái gì của bản thân mình? À đúng rồi, đầu tư cho trí tuệ sẽ là bạn đầu tư không bao giờ lỗ. Chắc chắn 100% các bạn luôn, không có mảnh đất nào, lĩnh vực nào đầu tư mà nó lời bằng đầu tư cho trí tuệ. Nếu như bạn có tiền, bạn mua một cái bánh bạn ăn, hoặc là bạn mua bất động sản, bạn mua vàng đi, nó có thể bạn lời gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp sáu, gấp bảy. Nhưng chỉ có một mảnh có thể lời gấp ngàn, trăm ngàn và cả triệu, đó chính là đầu tư cho trí tuệ. Nên nếu như em có tiền thì trước khi chúng ta mua đồ đắt tiền, chúng ta trước khi mua bộ vest đắt tiền, chúng ta khi chúng ta mua một cái điện thoại đắt tiền thì chúng ta đầu tư cho cái này trước, thì lúc đó sẽ bắt đầu có thể mua được tất cả những thứ khác bạn mua. Câu hỏi này thì anh cũng có thể mua dầu cá, nhưng mà dầu cá đó chính là nó làm đẹp da, là nó vitamin E, là vân vân. Còn cái em đầu tư cho trí tuệ thì đó là cái kiến thức đầu mà nó chắc hơn, chắc anh hiểu nhưng mà chọc em thôi đúng không? Dạ, cũng có tâm lắm, cảm ơn em. Rồi, nhớ nhé, và đầu tư trí tuệ là đầu tư cho học tập, đầu tư cho sách, đầu tư cho khóa học trực tuyến, đầu tư cho việc trải nghiệm để đầu chất hơn các bạn nha. Và đó chính là khoản đầu tư không bao giờ lỗ. Rồi, hy vọng rằng tủ sách của bạn ở nhà sẽ nhiều, ít nhất cũng khoảng 100-200 cuốn trở lên, tham gia ít nhất khoảng 10-20 khóa học trở lên. Và như vậy chúng ta sẽ có thể bước lên những cái bậc cầu thang của việc hiểu biết kiến thức các bạn nha. À, cảm ơn câu hỏi vừa rồi của em và cảm ơn phần trả lời của em, và thầy xin được phép tặng em phần thưởng, cũng chính là một quyển sách của ban tổ chức nha. Em thích quyển Nghĩ Giàu Làm Giàu hay là em thích quyển Quốc Gia Khởi Nghiệp? Quốc Gia Khởi Nghiệp ha. Ban tổ chức này em lấy tặng em ban tổ chức. À, Nghĩ Giàu Làm Giàu rồi. Cái này thì ban tổ chức chưa cho phép, nhưng mà thôi xin tặng các ban tổ chức, cái gì chứ em sao? Tặng em một quyển sách Nghĩ Giàu Làm Giàu để thay đổi tư duy. Và cái quyển mà dạy con làm giàu á cũng rất hay á, mới nãy em Phước có nói á, em đọc tập 1 thôi, tại vì chúng ta mấy phút sau chúng ta đọc tập 1 tán ra thôi. Rồi ký hả, cho em cảm ơn em hai ký hả, em muốn mình ký gì từ là em tên là Thảo Nguyên Trúc, Thảo Nguyên Mai Riều Học Bí nhé. Nói về chuyên sâu, tại sao Hằng, mọi người bảo là Hằng ăn nhiều mà sao bạn ốm? Hằng rất là thích ăn uống và rất là thích đi du lịch. Đi du lịch không phải là đi shopping nhé, không phải là theo trào lưu, mà đi du lịch là xem, thứ nhất là xem văn hóa, cái thứ hai là xem cái ẩm thực của từng vùng từng miền. Và khi mà trải qua 4 năm vừa làm nghệ thuật, vừa đi học và vừa tìm hiểu bản thân mình thích cái gì, và Hằng rút ra một cái kết luận là Hằng 3 năm nữa Hằng sẽ làm F&B. Vì Hằng biết là Hằng thích ẩm thực và Hằng rất là đam mê cái văn hóa. Và bắt đầu từ bây giờ Hằng bắt đầu học quản trị về nhân sự, quản trị về kinh tế. Và vì thế mà phải xem mình thích gì trước và bắt đầu mới đào sâu như anh Hiếu và mọi người đang chia sẻ. Và cái cuốn sách, tại vì lúc nãy giờ là mọi người đã tặng sách cho em nhiều rồi đúng không? Và cái cuốn Hằng đang muốn nhất là cũng như là cho em một cái trang môn mà lúc nào mà cũng bỏ trong cái suy nghĩ của mình, là nếu như các bạn khi một cánh cửa khác đóng lại thì sẽ có rất là nhiều cánh cửa khác mở ra, và đặc biệt người mở cửa và người đóng cửa phải chính là mình. Đó là một cái trang ngôn mà Hằng luôn bỏ trong cái suy nghĩ của mình để không bao giờ ngại thất bại. Chúc các em thành công và may mắn. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của ba vị
khách mời của chúng ta ngày hôm nay, và câu trả lời vừa rồi của Lê Hằng cũng đã chính thức khép lại cho buổi giao lưu của chúng ta ngày hôm nay. Và một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ba vị khách mời đã sắp xếp thời gian để đến với buổi giao lưu của chúng ta ngày hôm nay, và chúc cho các bạn sinh viên rằng là sau buổi ngày hôm nay các bạn sẽ xác định cho mình rằng là hành trang của mình là gì, và chúng ta sẽ chuẩn bị gì cho thời kỳ kỷ nguyên toàn cầu hóa của chúng ta hiện tại.